chương 61 Khủng bố công tích Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Ta không sao, chỉ là tiêu hao có chút lớn, nghỉ ngơi một hồi liền tốt, các ngươi làm hộ pháp cho ta. Trần Tiêu nhanh chóng nói câu, sau một khắc liền trực tiếp xếp bằng ở mặt đất bên trên, Linh Vận Tam Nữ nhìn thấy, cũng là không nói hai lời, trực tiếp hiện lên hình tam giác đứng ở Trần Tiêu chung quanh, bảo hộ Trần Tiêu. Giờ này khắc này, các nàng ba cái đều hiểu một cái đạo lý, đó chính là Trần Tiêu là các nàng cứu tinh, trước đó Trần Tiêu tới, cũng đã là cứu được các nàng một mạng, hiện tại phát sinh nhiều chuyện như vậy, các nàng có thế vẫn như cũ bình yên vô sự, vẫn là may mắn mà có Trần Tiêu, liền cái này một cái ân tình, các nàng chính là trả không hết, vì Trần Tiêu hộ pháp, kia là tại đương nhiên bất quá sự tình. Hô lần này tiêu hao thật là nhiều. Ngồi xếp bằng Trần Tiêu giờ phút này đối Linh Ma thấp giọng nói, nếu là bầy yêu thú này thực lực lại mạnh hơn một chút, đang trì hoãn một chút thời gian sợ là chính ta linh hồn liền sẽ hỏng mất tiêu hao cực kỳ tất nhiên ta trước đó liền nói đây là vạn pháp cảnh võ học ngươi lấy phạm thai cảnh thi triển đi ra thật sự là rất miễn cưỡng linh ma nói nhưng cũng may là ngươi chung quy là chống xuống tới đây chính là chỗ tốt to lớn đầu tiên điểm thứ nhất ngươi lực lượng sẽ rất nhanh khôi phục bởi vì ngươi thôn vệ yêu thú quá nhiều điểm thứ hai ngươi cũng có thể đơn giản sử dụng thôn linh ma thủ còn muốn sử dụng a à? trần tiêu lúc này nghiêm túc nói trước đó sử dụng để ta năng lượng tiêu hao thế nhưng là phi thường kịch liệt vạn sự khởi đầu nan vừa rồi tại loại kia nguy hiểm tình huống dưới ngươi cũng có thể ngưng tụ thôn linh ma thủ vậy liền đã trải qua chứng minh ngươi lực lượng là có thể đơn giản thi triển thôn linh ma thủ đã có thể đơn giản thi triển đó là đương nhiên phải bắt được cơ hội này luyện tập coi như tiêu hao sẽ còn to lớn nhưng là nơi này yêu thú nhiều như vậy thứ này cũng ngang với vô hạn năng lượng nguồn suối vậy ngươi còn cố kỵ cái gì ngươi ý là thừa dịp ta tại hồn hiện cảnh thời điểm nhiều hơn luyện tập cái này thôn linh ma thủ mà chợ ta đột phá đến vạn pháp cảnh thời điểm cái này thôn linh ma thủ ta liền không cần lại luyện xuất thủ liền có thể dùng đúng không trần tiêu nói hoàn toàn chính xác chính là ý tứ này ngươi nếu là đến vạn pháp cảnh tại tu luyện vậy sẽ lãng phí ngươi không ít thời gian mà ngươi bây giờ liền bắt đầu thi triển, luyện tập, kia đến vạn pháp cảnh, ngươi trực tiếp liền biết một bộ vạn pháp võ học, cái này chẳng phải là một cái chỗ cực tốt. Linh Ma nói, Ừm, ta hiểu được, vậy kế tiếp ta liền tiếp tục tìm một chút yêu thú đến tiến hành săn giết, liên hệ thôn Linh Ma thủ. Trần Tiêu gật đầu, sau một khắc hắn liền bắt đầu thâm trầm hô hấp. Theo hắn hô hấp, trong cơ thể hắn khí tức cũng bắt đầu nhanh chóng khôi phục, vẹn vẹn sau một lát, trần tiêu khí tức liền bắt đầu khôi phục đến trạng thái toàn thịnh cảm thấy trạng thái này vì trần tiêu hộ pháp linh vận tam nữ cũng đều là ánh mắt thay đổi các nàng cũng là không nghĩ tới trần tiêu sức khôi phục là nhanh như vậy hô vất vả các ngươi trần tiêu giờ phút này cũng là thở dài ra một hơi nói thẳng câu hắn là có thể cảm giác được linh vận tam nữ ánh mắt kia là chấn kinh cùng tò mò hỗn hợp lại cùng nhau ánh mắt hiển nhiên là lúc trước hắn biểu hiện cùng hiện tại biểu hiện đều đánh sâu vào các nàng tri thức, chỉ là Trần Tiêu đương nhiên sẽ không làm giải thích, đây là hắn bí mật, hắn không cần cùng người khác nhiều lời. Không khổ cực, đây đều là chúng ta phải làm. Linh Vận lúc này thì là lập tức nói, trong thần thái tràn đầy cung kính, hiển nhiên là Trần Tiêu thực lực thủ đoạn đã trải qua triệt để để nàng tin phục. Ha ha, khách khí. Trần Tiêu cười nói, nói một chút tiếp xuống sự tình đi lúc đầu ta là muốn kéo dài thời gian, chờ đợi môn phái hoạt động, bất quá bây giờ xem ra, môn phái hoạt động tạm thời sẽ không ra, vậy chúng ta tiếp tục trốn tránh cũng không tốt, ra ngoài săn giết yêu thú, cái này cũng có thể trợ giúp một chút những đồng môn khác, các ngươi cảm thấy thế nào? Trần Sư Huynh người đang ở hiểm cảnh, lại không quên những đồng môn khác, như thế nghĩa hẹp khí khái, chúng ta bội phục. Nghe được Trần Tiêu lời nói, cái này linh vận cũng là đối Trần Tiêu ông quyền hành lễ. Đồng thời Nguyệt Hoa Nguyệt Vân cũng đều là ánh mắt bên trong tràn đầy bội phục chi sắc, trực tiếp đối Trần Tiêu xoay người. Nhìn thấy một màn này, Trần Tiêu Long mày chớp chớp, lại căn bản không có giải thích, trực tiếp nói, hiệp nghĩa khí khái, ta là đàm không lên, bất quá tại có thừa lực tình huống dưới trợ giúp đồng môn, ta đây nhất định sẽ không không đi làm. Chỉ một điểm này, cũng có thể thấy được Trần sư huynh ý chí, ngày sau Trần sư huynh nhất định sẽ tại trong môn hiển lộ tài năng chúng ta bách hoa minh chủ lưu nhược vân, thích nhất cùng tiền độ vô lượng người kết giao bằng hữu, chờ sự tình lần này kết thúc về sau, chúng ta nhất định sẽ hướng lưu sư tỷ dẫn tiến trần sư huynh. Linh vận chân thành nói. Bách hoa minh chủ, lưu nhược vân. Trần tiêu ánh mắt lóe lên, đây là hạch tâm đệ tử đi. Không riêng gì hạch tâm đệ tử, lưu sư tỷ vẫn là hạch tâm đệ tử xếp hạng thứ năm cao thủ. Linh vận nghiêm túc nói, Trần Sư Huynh về sau cùng chúng ta minh chủ quen biết, kia tuyệt sẽ không lỗ. Thật sao? Xếp hạng thứ năm, kia thật là lợi hại. Trần Tiêu giờ phút này cũng là ánh mắt co rút lại một chút, có thể trở thành thần biến môn phổ thông đệ tử, cũng đã là thiên tài, có thể trở thành tinh anh, càng là thiên tài bên trong phượng mau lân giác, hạch tâm chớ đừng nói chi là, kia là tại thiên tài bên trong đều ngàn dặm mới tìm được một tồn tại, hiện tại cái này bách hoa minh chủ lưu nhược vân lại là tại hạch tâm đệ tử bên trong đều xếp tại trước năm, liền cái này một cái liền có thể thể hiện nàng này lợi hại, tuyệt đối là phong hoa, tuyệt đại khủng bố nhân vật. đúng rồi, ta nghe nói giang yên vân giống như ở hạch tâm thứ nhất bên trong xếp hạng thứ nhất. thầm nghĩ, trần tiêu đột nhiên đối linh vân nói, cái hạng này, là thật a? À? phi thường là thật, giang yên vân sư huynh là tuyệt đối thứ nhất, điểm này không cần chất vấn. Linh Vận lúc này cũng là gật đầu, bởi vì Giang Sư Huynh thứ nhất là xây dựng ở vô số công tích chi thượng. Công tích? Cái gì công tích? Trần Tiêu nói. Chém dết ma đạo vạn pháp đệ tử công tích. Linh Vận nói, xếp hạng thứ nhất Giang Sư Huynh, chém dết ma đạo vạn pháp đệ tử, đã trải qua có hơn 1.300 cái, là chân chân chính chính ma đạo sát tinh, ma đạo vô số môn phái, liên hợp mở ra một kiện thánh khí giá cả muốn giang sư huynh đầu người, thế nhưng là cái này treo thưởng, lại từ đầu đến cuối không có người dám tiếp. Thật sao? Thánh khí. Trần Tiêu ánh mắt co rụt lại, thông qua pháp giới phong vân, Trần Tiêu cũng biết bảo bối giai vị phân chia, thấp nhất là huyền khí, tại về sau chính là vương khí, hoàng khí, vương khí, cũng đã là vạn pháp cảnh đệ tử cũng khó khăn có trân phẩm, hoàng khí, kia tại các đại phái trưởng môn trong tay đều không có mấy món, thánh khí, kia tại pháp giới bên trong thuộc về truyền thuyết một loại chí bảo chỉ là hiện tại nhiều như vậy ma đạo đại phái lại dùng như thế một cái truyền thuyết chí bảo đi muốn gian yên vân đầu người còn không người dám tiếp cái này treo thưởng liền cái này trần tiêu liền biết gian yên vân người này tuyệt đối khủng bố bản môn hạch tâm thứ hai thứ ba thứ tư mãi cho đến hạng năm lưu sư tỷ công tích số lượng đều chẳng qua chừng một trăm chênh lệch cực nhỏ nhưng là gian sư huynh công tích lại là bọn hắn thúc ngựa cũng đuổi không lên. Linh vận nói, nhưng mà này còn không tính Giang sư huynh giết chết bản môn hạch tâm, nghe nói Giang sư huynh trước kia vừa đột phá vạn pháp thời điểm, liền tự xưng thứ nhất, rất nhiều hạch tâm không phục, cuối cùng những này không phục đều không hiểu thấu chết mất, mặc dù không có chứng cứ chứng minh đây là Giang sư huynh làm, nhưng là có thể khẳng định, cái này cùng Giang sư huynh thoát không được quan hệ. Người này bá đạo như vậy. Trần Tiêu ánh mắt lóe lên, vâng phi thường bá đạo lưu sư tỷ nói qua giang sư huynh làm người liền bốn chữ thuận xương nghịch vong ai nguyện ý thần phục hắn ai có chỗ tốt ai cùng hắn đối nghịch ai liền phải chết linh vận nói cho nên chúng ta lưu sư tỷ đối với hắn cũng là tương đối tôn kính từng thực lực tại cái này không tôn kính cũng không được trần tiêu gật đầu nhưng trong lòng thì ngưng trọng lên hắn nhớ tới tự phá từ phá người này tính cách hắn là hiểu rõ vô cùng chính là một lòng hướng võ, ai cản ta thì phải chết, có được loại tính cách này người, kia là tuyệt sẽ không đối với bất kỳ người nào thần phục, cho dù là mặt ngoài thần phục cũng không biết, nói cách khác, từ phá cùng Giang Yên Vân xung đột là nhất định. Lại thêm lên trước đó không lâu Lôi Minh Chung Trần Tiêu hiến tặng cho Từ Phá, Từ Phá nói cái này Lôi Minh Chung Giang Yên Vân muốn, đây chính là mâu thuẫn. Xem ra cái này Giang Yên Vân xác thực rất lợi hại. Ngay tại Trần Tiêu nghĩ đến những chuyện này thời điểm, linh ma thanh âm cũng bắt đầu vang lên, mặc dù ta chưa từng gặp qua hắn, nhưng chỉ chỉ là nghe được hắn cái gọi là công tích ta liền biết, người này tuyệt đối là một thiên tài, Từ Phá cũng là thiên tài, bất quá Từ Phá công tích tự hồ không có nhiều như vậy, chỉ một điểm này đến xem, Từ Phá tự hồ không bằng Giang Yên Vân. Vâng, đây cũng là ta lo lắng địa phương, Từ Phá là sư tôn ta, mà lại Từ Phá tính cách người ta đều biết. Hắn cùng Giang Yên Vân nhất định sẽ không hợp, mà bọn hắn một khi không hợp, vậy ta chỉ sợ cũng sẽ bị cuốn vào trong cuộc đấu tranh này." Trần Tiêu cũng là thầm nghĩ. Vấn đề này xác thực rất nghiêm trọng, bất quá, ngươi thì có biện pháp gì? Linh Ma lúc này nói, ngươi muốn giết ngươi, há lại sẽ quan tâm ngươi ý nghĩ. Ngươi muốn giết ngươi, đó chính là giết ngươi, ngươi muốn thay đổi, vậy ngươi cũng chỉ có thể mạnh lên, chỉ đơn giản như vậy." Hô ngươi nói đúng. Thở dài ra một hơi, Trần Tiêu cũng là nói, ta bây giờ nghĩ những này, rất dư thừa, dù sao ta ngay cả vạn pháp cảnh đều không có đạt tới, trước hết nghĩ biện pháp đột phá vạn pháp rồi nói sau. Cái này đúng rồi. Linh ma cũng là nói, nhanh đi săn giết yêu thú, luyện tập thôn linh ma thủ. Được. Trần Tiêu gật đầu, về sau liền đối linh vận nói, đa tạ linh sư muội nói cho ta những thứ này, liên quan tới lưu sư tỷ, về sau lưu sư tỷ nếu là nguyện ý cùng ta kết giao bằng hữu, vậy ta tự nhiên là cầu còn không được, nhưng bây giờ à, chúng ta vẫn là trước tiên cần phải đem cửa này đã cho. Nói là, Trần Sư Huynh, chúng ta đi theo người săn giết yêu thú. Linh Vận lúc này nghiêm túc gật đầu, mặc dù thực lực chúng ta không chú ý săn giết quá nhiều, nhưng là tại Trần Sư Huynh đằng sau bổ mấy dưới công kích, kiềm chế một chút yêu thú vẫn là có thể. Ha ha, vậy thì tốt, vậy hãy theo ta đi. Trần Tiêu cũng là cười một tiếng, sau một khắc liền thân thể khẽ đồng, sưu một tiếng, trực tiếp hướng về phương xa trừng rằm vọt tới. Cùng một thời gian, Linh Vận cùng Nguyệt Hoa Nguyệt Vân hai nữ cũng là nhanh chóng cùng bên trên. Tại Trần Tiêu tận lực tìm kiếm yêu thú tình huống hạ, rất nhanh, Trần Tiêu mang theo Linh Vận tam nữ đã tìm được một nhóm lớn yêu thú, về sau Trần Tiêu liền bắt đầu lợi dụng quỷ linh chi môn lực lượng ngưng tụ thôn linh ma thủ, bắt đầu trắng trận đối với mấy cái này yêu thú tàn sát tại trần tiêu quỷ linh chi môn lực lượng cùng thôn linh lực lượng hạ, những này yêu thú, căn bản là không có mấy cái có thể đỡ nổi trần tiêu thôn linh ma thủ, lại thêm lên linh vận tam nữ thỉnh thoảng đánh lén muốn nói, tự nhiên, ngắn ngủi nửa canh giờ, liền có mấy trăm yêu thú bị trần tiêu mấy người xử lý, chỉ là giữa bọn họ giải cứu khảo hạch đệ tử, liền có vài chục cái. Cái này mấy chục cái bị giải cứu khảo hạch đệ tử nhìn thấy trần tiêu lợi hại như vậy, cũng đều là nhau nhau đi theo trần tiêu phía sau, bắt đầu cùng Trần Tiêu liên hợp tác chiến, là lấy trong lúc nhất thời, to như vậy yêu phong sơn, lấy Trần Tiêu bọn người làm trung tâm, lại xuất hiện một cái cự đại chiến trường. Trung tâm chiến trường là thi triển thôn linh ma thủ, lôi kéo khắp nơi Trần Tiêu, chiến trường bốn phía, thì là giống như thủy triều các loại yêu thú, lít nhà lít nhít chừng hơn ngàn. Khổng lồ như thế thanh thế, cái này tự nhiên cũng là đưa tới yêu phong sơn chủ nhân hồ huyết chú ý, chỉ thấy hồ huyết thân thể lóe lên, liền trực tiếp bay đến trận tiêu bọn người trên không. Tấu chương xong. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 62 Sinh tử khác biệt Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Cùng một thời gian, ngay tại yêu phong sơn chủ nhân hồ huyết đến trận tiêu bọn người trước mặt thời điểm, giờ phút này thần biến môn quần anh điện bên trong, một đám người mặc bạch y trung niên nhân cũng bắt đầu tụ tập ở cùng một chỗ, bọn hắn chính là thần biến môn trưởng lão. Giờ này khắc này, những trưởng lão này chính nhìn xem quần anh điện bên trong một mặt thủy kính, thủy kính bên trong, có yêu phong sơn cảnh tượng, chỉ thấy giờ phút này yêu phong sơn, đã đã bị lít nha lít nhít các loại yêu thú tràn ngập, đồng thời yêu phong sơn bên ngoài, còn tại không ngừng có yêu thú xông đi vào, xa xa nhìn, thật giống như biển yêu thú dương, làm cho người rung động lần này khảo hạch đệ tử, nhất định sẽ tổn thất không ít. Đúng lúc này, một trưởng lão lắc đầu nói. Xác thực không ít, mà lại chuyện này, cũng thật là chúng ta không có làm tốt, chúng ta không có dự liệu được yêu phong sơn sẽ xuất hiện loại biến cố này, nhưng cái này, cũng không có nghĩa là không phải chuyện tốt. Đúng lúc này, đứng tại trong điện trung ương nhất trung niên nhân nói, đơn giản đến nói, nhiều lần tin anh khảo hạch, không có một lần, là giống nguy hiểm như vậy, chỉ một điểm này đến xem, phàm là có thế tại lần này yêu phong sơn khảo hạch sống sót đệ tử kia tuyệt đối đều là thiên tài đứng đầu trở thành tinh anh là tất nhiên lời mặc dù nói như vậy nhưng là tổn thất vẫn là quá nghiêm trọng một cái lão giả nói nhất định phải mau chóng đối hiện hữu đệ tử tiến hành cứu viện không phải lời nói cục diện này lại đệ tử ưu tú đều gánh không được yên tâm đi môn chủ đã trải qua hạ lệnh để hạch tâm đệ tử bắt đầu tiến về nơi đó tiến hành cứu viện xếp hạng thứ nhất Giang Yên Vân, càng là tự mình tiến đến, cho nên những đệ tử này, hẳn là sẽ rất nhanh cứu. Cái này trung ương trung niên nhân nói câu, nghe nói như thế, trong điện những trưởng lão này cũng đều là lông mày nhướng lên, sau một khắc liền nhau nhau gật đầu, lộ ra một chút vẻ nhẹ nhàng. Rất rõ ràng, Giang Yên Vân đi qua, tin tức này là để bọn hắn đều yên lòng, bọn hắn đối Giang Vân Trần thực lực, đều là không chất vấn tín nhiệm. Quần anh điện bên trong trưởng lão yên tâm, tại yêu phong sơn bị yêu thú vây công trần tiêu bọn người nhưng đều là tâm thần ngưng trọng lên. Giờ này khắc này, bọn hắn ánh mắt đều nhìn về tại đỉnh đầu bọn họ bên trên bay lên anh tuấn người tuổi trẻ, thông qua người trẻ tuổi kia thân bên trên tính áp đảo yêu khí đến xem, bọn họ cũng đều biết, người thanh niên này là một cái vạn pháp cảnh yêu thú huyễn hóa trưởng thành. Vạn pháp phía dưới, đều là sâu kiến. Đồng dạng, ngay tại trần tiêu bọn người nhìn xem người trẻ tuổi này thời điểm, người trẻ tuổi này cũng là nhàn nhạt nói, bất quá liền xem như sâu kiến, cũng có kinh tâm động phách biểu hiện, tỉ như hiện tại, các ngươi những này sâu kiến biểu hiện liền phi thường tốt, hấp dẫn ta, cho nên ta dự định tự mình giết các ngươi. Nghe lời này, trần tiêu phía sau người trẻ tuổi giờ phút này đều là sắc mặt trắng nhợt, bọn hắn đều là khảo hạch đệ tử, khoảng cách vạn pháp cảnh nhìn chỉ có nhất trọng hoặc là hai trọng cảnh giới, chỉ là bọn hắn rõ ràng, cảnh giới này chênh lệch. Độ khó không thua gì vượt qua thiên địa bọn hắn căn bản cũng không phải là vạn pháp cảnh tồn tại đối thủ, hiện tại một cái vạn pháp cảnh cao thủ tới, còn muốn giết bọn hắn, vậy bọn hắn đương nhiên là không có lòng tin. Nếu như ta đoán không sai, ngươi hẳn là cái này yêu phong sơn chủ nhân, hồ huyết đúng không, ngươi vẫn là yêu vân cung hạch tâm đệ tử. Trần Tiêu lúc này cũng là nói, ánh mắt bên trong tràn đầy nghiêm túc. Ồ, ngươi con kiến cỏ này thế mà biết ta a? À? Nghe được Trần Tiêu lời nói, người trẻ tuổi kia cũng là lông mày dương lên, ngươi làm thế nào biết ta? Ta làm thế nào biết ngươi ngươi không cần phải biết, ngươi chỉ cần biết ta biết ngươi là được rồi. Trần Tiêu ánh mắt lóe lên, mà lại ngươi luôn mồm nói chúng ta là sâu kiến, muốn đích thân giết chúng ta, đã như vậy, vậy chúng ta bốn phía những này ngay tại tiến công yêu thú tính là chuyện gì xảy ra? Có ý tứ, biết ta là ai, thế mà còn dám đối ta nói như thế? Hồ huyết cũng là ánh mắt lóe lên, Bất quá ngươi mục đích lại là không thể gạt được Ngươi không phải liền là muốn để những này yêu thú không còn đối các ngươi tiến công Để cho các ngươi có thể có thở dốc cơ hội A à. Vâng, ta là cái này mục đích Trần Tiêu trực tiếp điểm đầu Trong mắt ngươi, chúng ta là sâu kiến Nếu là sâu kiến, kia cho chúng ta một chút cơ hội thở dốc lại làm sao Chẳng lẽ nói, ngươi sợ Lời nói phun ra, hồ huyết sắc mặt cũng là một chút liền lạnh xuống tới mặt bên trên cũng lộ ra cười lạnh lạnh cho, ha ha, tốt, đã ngươi nói như vậy, vậy ta nói cái gì cũng là muốn cho ngươi một chút thở dốc cơ hội, bất quá về sau, ta sẽ để cho ngươi cảm thấy thở dốc đều là một loại thống khổ. Ông Miệng thảo luận, hồ huyết thân thể chính là chấn động, một cổ vô hình khí lãng bắt đầu từ hắn thân bên trên phát tán ra, tại chỗ liền lướt qua những cái kia vẫn tại đối trần tiêu bọn người tiến công yêu thú, Lập tức cái này khiến những nầy yêu thú thân thể đều là đình chỉ công kích, từng cái tại nguyên chỗ hung ác nhìn xem Trần Tiêu bọn người, nhưng không có một đầu đang phát ra công kích. Hiện tại, ta đã cho các ngươi thở dốc cơ hội, bắt lấy cơ hội này, hảo hảo hô hấp đi. Hồ huyết lúc này cười lạnh nói, bởi vì về sau, các ngươi đều sẽ vô cùng thống khổ. Nghe nói như thế, Trần Tiêu phía sau những nầy thần biến môn đệ tử đều là sắc mặt càng thêm tái nhợt lời này từ một cái phàm thai cảnh tồn tại miệng bên trong nói ra, bọn hắn hội khịt mũi coi thường, không thèm quan tâm, chỉ là hiện tại lời này từ một cái vạn pháp cảnh tồn tại miệng bên trong nói ra, kia dĩ nhiên liền để bọn hắn cảm thấy lớn lao áp lực. Ngươi đường đường yêu vân cung hạch tâm đệ tử, không đến mức dùng ngôn ngữ đe dọa chúng ta những này phạm thai cảnh người đi. Trần Tiêu lúc này thở dốc hai cái, về sau liền nói, chẳng lẽ ngươi cứ như vậy thích đối với chúng ta ra oai? Ha ha, đối các ngươi mặt hàng này ra oai tự nhiên là không có ý gì, cho nên ta không phải tại ra oai, ta chỉ là đang nói sự thật mà thôi, sự thật chính là về sau, ta hội từng cái đem các ngươi tra tấn đến chết. Hồ Huyết cười lạnh nói, về phần ta làm như vậy, lý do rất đơn giản, đó chính là thay dĩ vãng tại các ngươi thần biến môn nói ngọn nguồn dưới chết mất yêu thú báo thù. Những năm này, các ngươi thần biến môn vừa đến tin anh khảo hạch thời điểm, liền phái đệ tử đến ta yêu phong sơn trắng trận giết chóc bọn chúng huyết, là sẽ không chảy vô ích. Ngươi muốn nói như vậy vậy cái này sổ sách liền khó tính, yêu thú còn ăn người đâu, các ngươi những này yêu thú, thời khắc đều nghĩ tiếng về phàm giới hoàng triều, đối nhân tộc tiến hành đại lượng đồ sát nuốt, năm đó pháp giới cùng phàm giới tương liên thời điểm, các ngươi những này yêu thú đã ăn bao nhiêu người. Cái này chỉ sợ căn bản khó mà tính toán rõ ràng đi. Trần Tiêu lạnh lùng nói. Hừ, vật cạnh thiên trạch, cường giả sinh tồn phàm giới nhân tộc yếu đuối, vậy liền phải bị ta yêu tộc đồ sát nuốt. Ai bảo nhân tộc yếu đuối? Hồ huyết hừ lạnh một tiếng. Hắc hắc, lời nói này thật tốt, vật cảnh thiên trạch, cường giả sinh tồn đã như vậy, vậy bây giờ nhân tộc thế mạnh, bắt các ngươi yêu thú mệnh xem như khảo nghiệm, cũng là theo lý thường ứng làm, ngươi liền không cần tại đại nghĩa như vậy nghiêm nghị nói mình muốn báo thù. Trần Tiêu lúc này cười lạnh một tiếng. Nghe nói như thế Hồ huyết sắc mặt cũng là một chút đỏ lên, hiển nhiên là bị Trần Tiêu lời nói chọc giận, đồng dạng, Trần Tiêu phía sau những này thần biến môn khảo hạch đệ tử từng cái nhưng đều là vô cùng bội phục nhìn xem Trần Tiêu. Không nói trước Trần Tiêu trước đó cứu được bọn hắn liền để trong lòng bọn họ cảm kích, chỉ là hiện tại Trần Tiêu đối mặt cái này vàng pháp cảnh yêu thú một phen, liền để bọn hắn nghe đều vô cùng hả giận. Cái gì báo thù, nói cho cùng, đơn giản chính là thực lực mạnh yếu lời này trực tiếp đem hồ huyết kia hiên ngang lẫm liệt báo thù sắc mặt để lộ, triệt để để hắn đã mất đi hết thảy ngụy giả, lộ ra yêu thú dối trá sắc mặt. Thế nào, cái này gấp. Hắc hắc, yêu, quả nhiên chính là yêu, huyễn hóa thành hình người, vẫn không đổi được thú tính. Nhìn thấy hồ huyết bộ dáng, trần tiêu cũng là tiếp tục cười lạnh mở miệng, cái này khiến hồ huyết nắm đấm đều là siết chặt, chỉ là sau một lát, hồ huyết nhãn thần đột nhiên lóe lên, miệng bên trong thật sâu thở ra một hơi, phẫn nộ lại biến mất. Ngươi đang chọc giận ta. Nhìn xem Trần Tiêu, hồ huyết nhãn thần lấp lóe, ngươi nói những lời này, chính là đang cố ý chọc giận ta, bất quá, ngươi vì sao muốn chọc giận ta. Lời nói phun ra, bốn phía người cũng đều là ánh mắt lóe lên, nhìn về phía Trần Tiêu, Trần Tiêu nhưng trong lòng thì ngưng trọng rất nhiều, hắn không nghĩ tới, cái này hồ huyết thời khắc máu chốt có thể kềm chế lửa giận. Hỏng, hắn thế mà tỉnh táo lại, lúc trước hắn nếu là phẫn nộ ra tay với ngươi, ta có thể làm được vô thanh vô tức hoàng mỹ đánh lén, hai chúng ta liên thủ nói không chừng có thể giết chết hắn, nhưng bây giờ hắn tỉnh táo lại, vậy ta liền làm không được vô thanh vô tức đánh lén, ta nhiều nhất chỉ có thể đem lực lượng tăng thêm tại thân ngươi bên trên, nhưng coi như thế, ta cũng tăng thêm không nhiều, dù sao ta lực lượng cũng không phải quá hùng hồn. Linh Ma lúc này nói, đi một bước nhìn một bước đi. Trần Tiêu cũng là âm thầm trở về câu, mặt ngoài bên trên lại là đối Hồ Huyết nói, ngươi cảm thấy ta là đang chọc giận ngươi à? Ta không có, ta chỉ nói là lời nói thật mà thôi. Thật sao? Hồ Huyết nhãn thần lóe lên, nhìn về phía Trần Tiêu hai mắt. Một lát sau, Hồ Huyết lay động đầu. Được rồi, có lẽ ngươi nói là lời nói thật, có lẽ ngươi là đang chọc giận ta, bất quá cái này đều không trọng yếu, trọng yếu là tiếp xuống ta muốn động thủ tại ngươi động thủ trước đó, ngươi ta đến trận một đối một chiến đấu như thế nào? Trần Tiêu đột nhiên nói nói, ngươi không phải nói chúng ta là sâu kiến A, vậy ngươi không bằng để ta kiến thức kiến thức ngươi cái này không phải sâu kiến tồn tại cường đại. Ngươi muốn khiêu chiến ta. Hồ lông mày màu máu lông dương lên, không đúng, ngươi nhìn không giống như là loại kia không biết trời cao đất rộng ngu xuẩn, ngươi làm như vậy nhất định có mục đích, ân, kéo dài thời gian. Lời này mới ra, Trần Tiêu cũng là cười lạnh, đến cùng là vạn pháp cảnh tồn tại, một chút liền có thể nhìn ra ta mục đích, không sai, ta chính là đang trì hoãn thời gian, ngươi không dám cho thời gian này a. À. Ha ha, ngươi kéo dài thời gian, hẳn là muốn chờ đợi các ngươi thần biến môn cứu viện đúng không? Hồ huyết lúc này cười nói, các ngươi thần biến môn trước đó hoạt động thật là không sai, cho các ngươi một cổ hồn lực để các ngươi kéo dài hơi tàn trong chốc lát, hiện tại các ngươi hồn lực tiêu hao sạch cho nên các ngươi bắt đầu kéo dài thời gian chờ đối đãi các ngươi thần biến môn bước thứ hai cứu viện bất quá ta có thể nói cho ngươi thần biến môn cứu viện không có khả năng lại xuất hiện ta trước đó đã đem đối các ngươi đồ sát sự tình nói cho yêu vân cung yêu vân cung đã trải qua phái ra mấy chục cái trưởng lão bắt đầu phong tỏa loạn yêu vực không gian bất kỳ cái gì tồn tại cũng không thể lại mở ra không gian thông đạo nói cách khác đối các ngươi ta nhận được mệnh lệnh là toàn diệt nghe nói như thế Thần biến môn chúng đệ tử đều là thân thể chấn động, ánh mắt bên trong đều lóe lên một chút vẻ tuyệt vọng. Muốn vẹn vẹn yêu phong sơn đối phó bọn hắn vậy thì thôi, yêu phong sơn không tính là gì, chỉ là cái này liên lụy đến yêu vân cung, bọn hắn liền biết cái này liền phiền toái. Yêu vân cung, đây là đỉnh tim yêu tộc đại phái, yêu vân cung đều muốn tự mình đối phó bọn hắn, vậy chuyện này liền liên lụy đến đại phái cùng đại phái ở giữa tranh đấu, bọn hắn những này tiểu nhân vật, chỉ là trong đó khói bụi. Tính không lên cái gì. Yêu Vân cung đều xuất thủ a. À. Trần Tiêu cũng là trong lòng cảm giác nặng nề, hắn cũng không nghĩ tới cục diện đến loại tình trạng này. Không có biện pháp, chuyện cho tới bây giờ, ngươi chỉ có thể cùng hắn hơi chiến đấu một chút, về sau tìm cơ hội chạy trốn. Đúng lúc này, linh ma thanh âm đột nhiên truyền ra, Yêu Vân cung cao thủ đều đi ra, vậy các ngươi là triệt để xong, coi như thần biến môn cũng có hoạt động, nhưng liền hiện tại cục diện đến xem thần biến môn hoạt động hẳn là sẽ so yêu vân cung chiều muộn, liền cái này một cái chiều muộn, chính là sinh tử khác biệt. Tấu chương xong. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 63 Cửu tiêu thần lôi Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Điểm này ta đương nhiên biết rõ, ta chắc chắn sẽ không đem mạng nhỏ mình đặt ở không xác định thần biến môn cứu viện bên trên trần tiêu cũng là lập tức ở trong lòng nói những người này ta là không có cách nào đang quản dạng này chờ một lát ta xuất thủ thời điểm ta trực tiếp đem huyết ma nhận cho bạo chết dùng cái này đem đổi lấy chạy trốn thời gian chỉ là huyết ma nhận không đủ sơn hạ ấn cũng bỏ qua đi linh ma nói hai cái huyền khí bạo tạc hẳn là sẽ để hắn thụ thương mà về sau ngươi dựa vào quỷ linh chi môn ăn mòn chi lực lại thêm lên ngươi thôn linh ma cung thôn linh chi lực một bên chạy một bên thôn phệ yêu thú đây có thế có chạy trốn cơ hội bỏ qua hai kiện bảo bối a à, ân vậy liền bỏ qua đi ánh mắt lóe lên trần tiêu trong lòng có chút không bỏ chỉ là rất nhanh hắn liền đem không bỏ vứt bỏ không nỡ bảo bối hắn liền phải chết chết cái gì cũng bị mất vậy hắn đương nhiên sẽ không như thế ngây thơ ừm ngươi tố chất xem như không sai ngươi cái khác đồng bạn đều đã tuyệt vọng ngươi lại còn không có chỉ một điểm này đến xem cũng có thể giải thích ngươi vì sao là các ngươi những người này ưu tú nhất. đúng lúc này, hồ huyết nhìn xem trần tiêu cười nhạt nói, bất quá, ngươi còn có thể có thủ đoạn gì đâu? chẳng lẽ ngươi còn có thể giết ta a? À? điểm này, không thử một chút làm sao biết? trần tiêu cũng là đột nhiên lộ ra cười lạnh, ngươi muốn thử xem a? À? ha ha ha! hồ huyết đột nhiên ngửa mặt lên trời cười ha hả, sau một khắc tiếng cười dừng lại, trực tiếp nói vậy ta liền thử một chút ngươi thủ đoạn, ta cũng muốn nhìn ngươi một chút ma công rốt cục mạnh đến mức nào. Nghe nói như thế, Trần Tiêu thân thể cũng là khẽ động, dự định xông đi lên, đúng lúc này, một cái tay lại bắt lấy hắn thủ đoạn, lại là Linh Vận nói chuyện. Trần Sư Huynh, ngươi không cần thiết tại một mình mạo hiểm, việc đã đến nước này, chúng ta có thể đồng tâm hiệp lực, cùng nhau tử chiến. Đệ tử khác giờ phút này cũng đều là trọng trọng gật đầu, ánh mắt bên trong đã trải qua ẩn ẩn lên một cổ điên cuồng dù sao cục diện đã trải qua đến trình độ này làm sao đều là cái chết còn không bằng liều chết một trận chiến nhìn thấy những người tuổi trẻ này ánh mắt trần tiêu cũng là một quan lên trực tiếp nói chờ một lát ta nói chạy thời điểm các ngươi liền chạy chạy nghe được trần tiêu lời nói linh vận bọn người là sững sờ trần tiêu lại là không còn giải thích thân thể chấn động linh hồn chi lực hiện lên sau một khắc trần tiêu cũng là bay tới không trung. Hồn hiện cảnh cường giả, có thể là có thể làm được ngắn ngủi phi hành. Ồ! Nhìn thấy trần tiêu lại bay đến trong hư không, lúc này hồ huyết cũng là lông mày dương lên, ngươi thế mà nắm giữ phi hành, chỉ một điểm này đến xem, ngươi đã là hồn hiện cảnh bên trong đỉnh phong, chỉ có loại nhân vật này mới có thể chân chính phi hành, không sai, ngươi thật rất không tệ, sắp thoát ly sau kiến hàng ngũ, nhưng cũng tiếc, lúc này gặp ta không linh ma thủ đối mặt hồ huyết lời nói giờ phút này trần tiêu lại là căn bản không để ý tới chỉ là trong lòng khẽ quát một tiếng bàn tay đột nhiên đối trong hư không hồ huyết cầm ra âm âm năng lượng màu đỏ như máu bỗng nhiên từ trần tiêu thân bên trên phát ra theo cổ này năng lượng màu đỏ như máu phát ra một cái ngập trời huyết thủ cũng bỗng nhiên thành hình tại thành hình nháy mắt liền hướng về hồ huyết bắt tới từng âm hồn chi lực nhìn thấy cái này đột nhiên xuất hiện ngập trời huyết thủ, cái này hồ huyết cũng là lông mày nhướng lên, bàn tay bỗng nhiên vung ra, răng rắc kéo thanh âm vang lên, chỉ thấy một đạo năng lượng màu xanh đen cũng từ hồ huyết thân bên trên phát ra, đang tỏa ra nháy mắt liền tạo thành một cái năng lượng màu xanh đen cự thủ, đối trận tiêu huyết thủ đâm vào nhau. Quanh ken két. Tiếng nổ truyền ra, mắt trận có thể thấy, tại cái này năng lượng màu xanh đen cự thủ hạ, trần tiêu thôn linh ma thủ trực tiếp nổ tung, chỉ là đồng sự, cái này năng lượng màu xanh đen cự thủ cũng là tiêu hao không ít lực lượng. Thế mà tiêu hao ta một kích này sáu thành hồn nguyên chi lực. Ánh mắt bên trong lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc, hồ huyết nhìn xem Trần Tiêu nói, ngươi quả nhiên là có bí mật, tiếp xuống, liền đem bí mật. Tiếp xuống chính là ngươi ăn thiệt thòi thời điểm. Còn không đợi hồ huyết lời nói nói xong, Trần Tiêu chính là lạnh cười nói câu, sau một khắc liền hai tay hợp lại, trực tiếp nói, bảo âm âm kịch liệt tiếng nổ đột nhiên từ hồ huyết phía sau xuất hiện đồng thời một cổ nồng đậm vô cùng màu xanh linh khí cột sáng bắt đầu xuất hiện tại xuất hiện sát na liền bao trùm hồ huyết thân thể cái gì thế mà bỏ qua hai cái bảo bối đúng lúc này phía dưới nhìn xem thần biến môn đệ tử cũng đều là kinh hô một tiếng bọn hắn ở phía dưới nhìn tự nhiên thấy rõ ràng tại trần tiêu huyết thủ vỡ vụn một cái chớp mắt Trần Tiêu 12 chui huyết ma nhận cùng Sơn Hà ấn liền đến hồ huyết sau lưng, về sau liền nổ tung lên, cái này khiến bọn hắn cũng đều phi thường chấn kinh, bọn hắn thật không nghĩ tới, Trần Tiêu có thể hung ác dưới lòng này. Chạy! Ngay tại phía dưới thần biến môn đệ tử bị Trần Tiêu thủ đoạn kinh ngạc đến ngay người thời điểm, Trần Tiêu giờ phút này lại là hét lớn một tiếng, sau một khắc liền thân thể nhất chuyển, bỗng nhiên hướng về nơi xa bay lên, đệ tử khác thấy cảnh này cũng đều là sửng sốt một cái, sau một khắc cũng là oanh một tiếng, trực tiếp tứ tán chạy trốn. Lúc này, bọn hắn là chân chính kịp phản ứng Trần Tiêu trước đó nói để bọn hắn chạy là có ý gì, Trần Tiêu chính là bỏ qua bảo bối, sáng tạo chạy trốn cơ hội. Đáng ghét a, à, phá cho ta. Mọi người ở đây vừa mới tứ tán mở không bao lâu, một đạo giận tiếng hô liền bỗng nhiên từ trong hư không màu xanh linh khí trong cột ánh sáng truyền ra. Sau một khắc, ầm ầm thanh âm vang lên chỉ thấy một cổ năng lượng màu xanh đen bỗng nhiên từ cái này màu xanh linh khí bên trong bay ra đang bay ra nháy mắt liền biến thành kiếm khí màu xanh đen đối trần tiêu liền vọt tới thật nhanh ở trên bầu trời liều mạng phi hành trần tiêu ánh mắt co rụt lại không nói hai lời chính là thân thể chấn động trực tiếp rơi xuống phía dưới đàn yêu thú bên trong chỉ là ngay tại hắn vừa mới rơi vào đàn yêu thú bên trong sát na phanh phanh tiếng nổ liên tiếp vang lên huyết nhục bạo bay chỉ thấy bốn phía yêu thú tất cả đều tại thời khắc này nổ tung, cái này năng lượng màu xanh đen kiếm trực tiếp đâm về phía trần tiêu. Thông linh ma thủ Nhìn thấy những này yêu thú căn bản là lên không đến bất luận cái gì vì hắn ngăn cản tác dụng, trần tiêu cũng là ánh mắt lạnh lẽo, không chút do dự thi triển mình mạnh nhất thôn linh ma thủ đối phó cái này năng lượng màu xanh đen phi kiếm, chỉ là ngay tại trần tiêu huyết thủ khi mới xuất hiện đợi, cái này năng lượng màu xanh đen trường kiếm liền phốc một tiếng trực tiếp đâm xuyên qua trần tiêu huyết thủ điên cuồng hướng về trần tiêu cái cổ tiếp cận thật mạnh đây chính là chân chính hồn năng sức mạnh a à. cảm thụ được cổ áp bức này lực trần tiêu cũng là ánh mắt ngưng trọng hắn hiện tại là chân chính cảm nhận được vạn pháp phía dưới đều là dung dế ý tứ cái này một đạo kiếm khí liền để hắn cảm thấy một cổ to lớn không thể kháng cự cảm giác nếu không phải hắn ý chí kiên định vậy hắn đã sớm từ bỏ chống lại được rồi liều mạng khôi phục năng lượng từ bỏ ta đến giúp ngươi một cái đúng lúc này linh ma thanh âm cũng là xuất hiện sau một khắc một cổ năng lượng màu đỏ ngầm liền từ trần tiêu trong ngọc bội hiện lên đối năng lượng màu xanh này kiếm liền xung kích tới răng rắc kéo kịch liệt tiếng nổ truyền ra tại linh ma lực lượng phía dưới rốt cục cái này năng lượng màu xanh đen trường kiếm bắt đầu vỡ vụn chỉ là còn không đợi trần tiêu thở một ngụm sư một đạo tiếng xé gió truyền ra chỉ thấy lại là một thanh năng lượng màu xanh đen trường kiếm đi thẳng đến trần tiêu trước mặt chạy a à. linh ma lúc này hét lớn một tiếng trần tiêu cũng là ánh mắt co vào sau một khắc liền thân thể ngã xuống mặt đất bên trên trực tiếp tại mặt đất bên trên quay cuồng lên chờ thật vất vả tránh thoát cái này một đạo năng lượng màu xanh đen kiếm thời điểm trần tiêu trước mặt lại đột nhiên xuất hiện một thanh niên chính là hồ huyết đáng ghét. Liều mạng với hắn, ngươi ta cùng một chỗ vận chuyển thôn linh ma công. Hai chúng ta lần này cần A ăn hắn, hoặc là bị hắn giết. Linh ma hét lớn một tiếng, Trần Tiêu cũng là không nói hai lời, tại chỗ liền xông về hồ huyết, đồng thời linh hồn hắn năng lượng cũng bắt đầu tiếp cận quỷ linh chi môn, hắn định đem quỷ linh chi môn cũng cho bỏ qua, về sau lợi dụng quỷ linh chi môn năng lượng mở rộng thôn linh ma công uy năng. Cách làm này sẽ để cho Trần Tiêu thụ thương, chỉ là đây cũng là Trần Tiêu có thể nghĩ đến mạnh nhất phương pháp, hắn nhất định phải muốn làm như thế. thật can đảm. nhìn thấy Trần Tiêu nhìn thấy hắn sau không có chạy giặt sông lại, lúc này Hồ Huyết cũng là uống âm thanh, sau một khắc bàn tay hắn nâng lên, màu xanh đen hồn năng hội tụ, định cho Trần Tiêu một kích toàn lực. hắn biết Trần Tiêu lúc này sông lại là muốn cùng hắn liều mạng, Trần Tiêu trước đó thủ đoạn đều rất hung ác, hiện tại tới nhất định sẽ cho hắn tạo thành phiền phức vậy hắn đương nhiên sẽ không ở lưu thủ. Trần Tiêu cũng là linh hồn chi lực vận chuyển tới cực hạn, Mã Thượng liền muốn vọt tới hồ huyết trước người. Hết lần này tới lần khác liền ở trong nháy mắt này, lóc bóp một tia chớp phun trào thanh âm đột nhiên từ trong hư không vang lên. Theo cái này một thanh âm vang lên, âm âm tử sắc lôi đình bắt đầu xuất hiện, trong chớp mắt liền xuất hiện trên trăm nói, trực tiếp bao trùm cả tòa yêu phong sơn mặt ngoài phạm vi chờ những này tử sắc lôi định bao trùm yêu phong sơn biến mất về sau, oanh ken kết kịch liệt tiếng nổ mới bắt đầu truyền ra. Chỉ thấy cả tòa yêu phong sơn, giờ phút này đều biến thành bột mịn tung bay. Đã không còn rừng rậm, không cần tại có yêu thú, chỉ có một đám người mặc thần biến môn đệ tử phục sức ngốc trệ người trẻ tuổi, chỉ có vuông vứt mặt đất, cùng bay đầy trời dương bột màu trắng. Dự định liều mạng trần tiêu giờ phút này cũng là một chút ngây dại, hắn thật không nghĩ tới, giữa thiên địa, lại đột nhiên xuất hiện loại này khủng bố lôi đình chi lực. Sinh sinh đem một ngọn núi đều cho oanh thành bột mịn, kia như sóng triệu yêu thú, đều cùng những này bột mịn đồng dạng tung bay. Không phải Trần Tiêu trước mặt còn có một cái hôn mê hồ huyết, Trần Tiêu thậm chí hoài nghi trước đó kinh lịch đây hết thảy hết thảy đều là nằm mơ. Ta thiên. Cửu tiêu thần lôi phát. Đây là lôi hệ võ học chí cao. Là ai? Ai thế mà có thể tu luyện thành công? Trần Tiêu, ngươi phải cẩn thận. Mặc kệ thi triển này lôi pháp là ai, người này đều vô cùng kinh khủng, có thể quét ngang thiên hạ. Ngươi nhất định phải cẩn thận. Linh ma thanh âm cũng bắt đầu vội vàng truyền ra, nghe nói như thế, Trần Tiêu ánh mắt cũng là triệt để bị ngưng trọng tràn ngập, hắn đương nhiên biết tiếp xuống hắn phải cẩn thận ứng đối, đem một ngọn núi đều cho sinh sinh oanh thành bột mịn, liên đới trong đó yêu thú cũng không thể may mắn thoát khỏi yêu vân cung hạch tâm đệ tử hồ huyết đều là nháy mắt trọng thương hôn mê, lực lượng cỡ này, đã trải qua thật to siêu việc hắn nhận biết, hắn đương nhiên muốn vạn phần cẩn thận. Ha ha, Giang Sư Huynh đến cùng là Giang Sư Huynh, một tay cửu tiêu thần lôi pháp, kinh thiên động địa, trước đó yêu vân cung 32 cái vạn pháp trưởng lão không biết tự lượng sức mình phong tỏa hư không, bị Giang Sư Huynh lôi pháp trực tiếp oanh thành mảnh vỡ, hiện tại cái này yêu phong sơn, tức thì bị Giang Sư Huynh một tay oanh thành bột mình xem ra lần này môn phái phái chúng ta tới là dư thừa, phái Giang sư huynh một cái đến liền tốt. đúng vậy a, à, Giang sư huynh thần thông võ công, xuất thần nhập hóa, chúng ta thật sự là thúc ngựa cũng không dự được. nói thật, Giang sư huynh về sau cần phải hảo hảo chỉ điểm một chút chúng ta võ học, nhưng không cho từ chối. mấy đạo lời nói lúc này bắt đầu từ trong hư không truyền ra, nghe được những lời này, Trần Tiêu ánh mắt cũng là càng thêm ngưng trọng, mở miệng một tiếng Giang sư huynh. Liên mấy câu nói đó là hắn biết, cái này cái gọi là Giang Sư Huynh, hẳn là trong môn hạch tâm đời thứ nhất, Giang Yên Vân. Ha ha, mấy ở vào sư đệ quá khách khí, ta chiêu này cửu tiêu thần lôi, cũng bất quá là hơi có chút thành tựu mà thôi, lần này ra, chủ yếu cũng là cầm những này yêu thú luyện tay một chút, chỗ nào làm bên trên cái gì kinh thiên động địa. Tấu chương xong. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video chương 64. Phiền phức tới. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Theo cái này một đạo lời nói truyền ra, trên bầu trời cũng bắt đầu xuất hiện mấy đạo người mặc các loại phục sức thanh niên, trong đó cầm đầu một thanh niên, người mặc bạch bào, khuôn mặt anh Tuấn, mang trên mặt nhàn nhạt tiếu dung, nhìn không có gì đặc thù, chỉ là hắn quanh người thanh niên lại đều kính sợ nhìn xem hắn. Chỉ một điểm này liền có thể chứng minh người này chính là kia thần biến môn hạch tâm đệ tử thứ nhất, Giang Yên Vân. Nguyên lai là Giang sư huynh đã cứu chúng ta. Giang sư huynh được xưng là hạch tâm thứ nhất, quả nhiên là danh bất hư truyền. Đúng lúc này, nhìn thấy trong hư không kia bạch bào người trẻ tuổi, phía dưới thần biến môn khảo hạch đệ tử cũng đều là nghị luận lên, từng cái nhìn xem Giang Yên Vân ánh mắt tràn đầy cùng nhiệt cùng sùng bái. Lần này các ngươi đều vất vả. Ngay tại phía dưới người đều sùng bái nhìn về phía Giang Yên Vân thời điểm, Giang Yên Vân giờ phút này cũng mang theo một đám khí tức cường hoành hạch tâm đệ tử từ trong hư không xuống xuống, nói thẳng một câu. Không khổ cực. Giang Sư Huynh mới vất vả. Không có Giang Sư Huynh đến, vậy chúng ta nhất định phải chết, chúng ta có thể còn sống đều dựa vào Giang Sư Huynh, chỗ nào đàm được bên trên cái gì vất vả. Từng đạo lời nói bắt đầu phun ra, giờ phút này chút sống sót khảo hạch đệ tử cả đám đều cung kính nói, Giang Yên Vân thực lực đã là triệt để tinh phục bọn hắn. Ha ha, sư đệ gặp nạn, sư huynh tự nhiên là muốn trợ giúp, đây là ứng hữu chi lý, cho nên mấy ở vào sư đệ vẫn là không cần nói như vậy, ta chỉ là làm ta chuyện bổn phận mà thôi, bao quát bên cạnh ta những sư đệ này cũng đều là làm chuyện bổn phận." Giang Yên Vân lúc này cười nói, lập tức, cái này khiến cái kia những này khảo hạch đệ tử đối Giang Yên Vân càng thêm tôn kính. Có thực lực, nói chuyện còn khách khí như vậy, cái này tự nhiên để bọn hắn đều dâng lên hảo cảm. Chỉ có Trần Tiêu, trong lòng cười lạnh, người khác cảm giác hắn là người khiêm tốn, ôn nhuận như ngọc, Trần Tiêu lại có thể nhìn ra, cái này Giang Yên Vân ánh mắt bên trong ẩn tàng một màn kia cao ngạo. Loại này cao ngạo, là khắc vào thực chất bên trong, liền cùng năm đó hắn tại Trần Gia làm nô bộc, trông thấy Trần Gia những cái kia thiếu gia công tử đồng dạng, những này thiếu gia công tử nói chuyện làm việc, cũng đều là cực kỳ hữu lễ số, thậm chí có thể cùng mình hạ nhân đàm tiếu tự nhiên chỉ là cũng chính là như vậy mà thôi thật gặp sự tình gì nên bỏ vứt bỏ hạ nhân thời điểm bọn hắn cái thứ nhất liền có thể bỏ qua thật là ngạo linh ma giờ phút này cũng là thấp giọng nói chuyện dù là hắn tại cùng người khác nói cười bất quá ta lại có thể nhìn ra trong mắt của hắn là không có bất kỳ người nào bao quát bên cạnh hắn mấy cái kia thần biến môn hạch tâm cũng là như thế điểm này ta cũng đã nhìn ra nhưng chính là nhìn ra ta mới có nghi vấn ngạo là phải có lực lượng trần tiêu ánh mắt lóe lên không có vô duyên vô cớ tự tin và ngạo nghễ thế nhưng là hắn lực lượng ta không nhìn ra được thực lực chính là hắn lực lượng linh ma nói không hắn thực lực lại cường năng mạnh bao nhiêu đơn giản vạn pháp đỉnh phong mà thôi thế nhưng là bên cạnh hắn những người này cũng đều là vạn pháp cảnh cao thủ coi như cùng hắn có chỗ chênh lệch chỉ là chênh lệch cũng sẽ không quá xa thay lời khác đến nói trong mắt của hắn có thế không có chúng ta những này không đến vạn pháp cảnh người chỉ là tuyệt không thể không có bên cạnh hắn những cái kia vạn pháp cảnh cao thủ nhưng là ta có thể nhìn ra được trong mắt của hắn là căn bản không có bọn hắn trần tiêu lắc đầu hắn là chân chính coi trời bằng vung ồ ngươi kiểu nói này cũng là thật là có chuyện như vậy linh ma giờ phút này lời nói cũng có chút ba động mà chỉ một điểm này đến xem Hắn hẳn là có rất đại bí mật, bất quá cái này, ngươi vẫn là xa xa không cách nào tiếp xúc. Từng, chỉ có thể nói là về sau tìm hiểu một chút. Trần Tiêu gật đầu, mà lại ta hiện tại chỉ mong nhìn qua một sự kiện, đó chính là đừng bị hắn chú ý tới, từ phá nhất định là không phục hắn, mà ta là từ phá đồ đệ, ta cũng không muốn gây nên hắn chú ý. Dù sao trước điệu thấp chính là. Linh Ma cũng là nói câu, về sau liền trầm mặt nghe nói như thế trần tiêu cũng không tiếp tục nhiều lời cứ như vậy đi tới trong đám người tìm một cái không đáng chú ý vị trí đứng tốt lần này nguy cơ xem như giải quyết mà nguy cơ giải quyết phía dưới chính là chuyện tốt nên tới đúng lúc này giang yên vân cũng là cười nói lần này khảo hạch phát sinh loại biến cố này đây cũng không phải là khảo hạch đây là sinh tử thí luyện mà các ngươi đều tại thí luyện bên trong sống tiếp được cho nên chờ các ngươi sau khi trở về các ngươi tất cả còn sống người, đều sẽ trở thành thần biến môn đệ tử tinh anh. Cái gì? Quá tốt rồi. Cuối cùng là không có phí công kiên trì đến bây giờ. Nghe nói như thế, bốn phía khảo hạch đệ tử cũng đều là hưng phấn lên, từng cái mặt bên trên đều lộ ra vui mừng, cố nhiên lần này nguy hiểm để bọn hắn rất không thoải mái, chỉ là cái này nguy hiểm chung quy là biến mất, bọn hắn cũng đã được như nguyện thu được đệ tử tinh anh thân phận, tự nhiên bọn hắn cũng đều là phi thường hài lòng ha ha, tiếp xuống, các ngươi trước một người cầm một viên nhân linh đan đi, thôn vệ xuống dưới về sau, các ngươi hội khôi phục thể lực. Một câu lần nữa từ Giang Yên Vân miệng bên trong phun ra, theo đạo này lời nói vang lên, Giang Yên Vân bàn tay cũng là vung lên, lập tức sưu sưu tiếng xé gió truyền ra, mấy trăm khỏa màu xanh đang hoàng đến những này còn sống khảo hạch đệ tử trong tay, cái này khiến những này khảo hạch đệ tử cũng đều là lộ ra vẻ đại hỷ. Nhân linh đan, loại đan dược này phẩm chất, là tại bách thảo đang chi thượng là đã trải qua có thể tụ tập linh khí đang dược vậy cái này tự nhiên trân quý có rất lớn một phần khảo hạch đệ tử khi lấy được cái này đang dược thời điểm đều là thu lại căn bản không có ăn bọn hắn dự định về sau đột phá cảnh giới thời điểm lại ăn hiện tại bọn hắn chỉ cần dựa vào mình đến khôi phục thương thế là được chỉ là nhìn thấy một mạng này giang yên vân lại là cười làm sao ta cho các ngươi đang dược các ngươi chữa thương đang dược các ngươi thu hồi tới làm cái gì là sợ ta cấp không nổi a à, dạng này phàm là ăn đang dược ta hội tại cho một viên không ăn coi như xong đi lời này mới ra bốn phía khảo hạch đệ tử cũng đều là ngây ngẩn cả người mấy cái phản ứng nhanh không nói hai lời liền đem đang dược cho ăn vào trong bụng ông ông chấn động âm thanh từ trong thân thể của hắn truyền ra rất nhanh bọn hắn thương thế liền bắt đầu khôi phục đồng thời khí tức cũng thăng lên đến đỉnh điểm cái này đúng ta cho các ngươi đang dược chính là để các ngươi khôi phục thương thế khôi phục về sau, ta cái này còn có. Giang Yên Vân lần nữa cười một tiếng, bàn tay vung ra, lập tức lại là trên trăm viên thuốc xuất hiện, lại là những cái kia đem đang dược ăn khôi phục lực lượng đệ tử, lại lấy được một viên nhân linh đan, cái này khiến bọn hắn cũng đều là cao hứng phi thường. Cái khác khảo hạch đệ tử thấy cảnh này cũng là nhau nhau bắt chước đi lên, ăn một viên còn có thể cầm một viên, vậy bọn hắn đương nhiên muốn ăn. Ha ha, xem ra Giang sư huynh thuật luyện đan cũng đã là xuất thần nhập hóa, nhân linh đan mặc dù chỉ là huyền cấp cấp thấp đang dược, nhưng coi như thế cũng là phi thường khó mà luyện ra. Hiện tại Giang sư huynh phất tay chính là hơn ngàn viên thuốc tung ra, như thế thủ bút thật là làm cho chúng ta bội phục a. À. Một cái đứng tại Giang yên vân phía sau Hạch tâm đệ tử cười lớn một tiếng, lập tức cái khác Hạch tâm đệ tử cũng đều là nhao nhao cười gật đầu, ánh mắt bên trong cũng đầy là đối Giang yên vân bội phục có thể đem đan dược đều như thế đại thủ bút đưa, Giang Yên Vân cái này hạch tâm thứ nhất, thật là làm cho bọn hắn tìm không ra bất kỳ mau bệnh. Ha ha, lưu sư đệ cái khác ủng hộ, ta tại thuật luyện đang bên trên, chỉ là hơi có chút thành tựu mà thôi, khoảng cách xuất thần nhập hóa còn kém không biết bao xa, ta nếu thật là xuất thần nhập hóa, vậy ta cũng sẽ không cầm loại đan dược này cho những này khảo hạch sư đệ. Giang Yên Vân lúc này cười nói, cái này lập tức để trước đó cái kia nói chuyện Lưu Sư Đệ cũng là cười, "Giang sư huynh nhưng đừng nói như vậy, coi như tại Giang sư huynh tại thuộc luyện đang bên trên chỉ là chút thành tựu, nhưng là cái này so với chúng ta không có chút nào hiểu người mà nói, vẫn là mạnh hơn nhiều lắm, đối với chúng ta đến nói, người Giang sư huynh luyện đang chi nói, chính là xuất thần nhập hóa." "Ha ha, Lưu Sư Đệ nói chuyện, ngược lại thật sự là là khôi hài." Tiếng cười từ Giang Yên Vân miệng bên trong phun ra. Lập tức những này hạch tâm đệ tử cũng đều bắt đầu nói cười, cái khác khảo hạch đệ tử cũng đều là cao hứng cảm thụ được mình tiến bộ, trong sân bầu không khí một mảnh náo nhiệt. Đương nhiên, tại cái này náo nhiệt bầu không khí bên trong, chỉ có Trần Tiêu mặt là mặt không biểu tình, cùng bốn phía người người mang cười bộ dáng không hợp nhau. Bốn phía khảo hạch đệ tử lúc này cũng đều là phát hiện Trần Tiêu không được bình thường, một chút nhận Trần Tiêu trợ giúp khảo hạch đệ tử đều dựa vào tới gần Trần Tiêu bọn hắn đều hỏi lại Trần Tiêu thế nào. Trần Tiêu lại là không có trả lời, ánh mắt của hắn chỉ là nhìn xem Giang Yên Vân. Tại vừa rồi người người đều có đang dược thời điểm, liền hắn không có đang dược. Chỉ một điểm này Trần Tiêu liền biết, Giang Yên Vân là chú ý tới hắn, đồng thời thông qua không cho hắn đang dược chỉ một điểm này liền chứng minh, Giang Yên Vân tiếp xuống, hội tìm hắn để gây sự. Nên đến, rốt cục vẫn là tới. Nói thầm một tiếng, trần tiêu trong mắt xẹt qua một đạo lãnh mang bất quá đã tới ta cũng chỉ có thể đối mặt hắn không cho ngươi đang dược hẳn là muốn tìm ngươi phiền toái bất quá ngươi cũng không cần sợ ngươi vừa rồi cứu được nhiều như vậy khảo hạch đệ tử cũng là có chút uy vọng lại thêm lên ngươi là từ phá đệ tử từ phá cùng hắn là ngang hàng nói cách khác ngươi là vãn bối vậy hắn coi như tìm ngươi phiền phức cũng sẽ không quá mức dù sao thứ nhất có thứ nhất thân phận cùng uy nghiêm linh ma lúc này cũng là nói tùm ừ, dù sao ta hiện tại chính là bốn chữ tùy cơ ứng biến trần tiêu ngậm nói mà lại ta cũng rất muốn biết hắn dự định làm sao tìm được ta phiền phức ha ha tốt không nói đúng lúc này giang yên vân đối bên cạnh hạch tâm đệ tử cười nói câu tiếp xuống ta phải xử lý một chút chuyện nhỏ ngươi ra lời nói nói giang yên vân liền nhìn về phía trần tiêu đồng thời ngón tay một điểm trần tiêu nói thẳng câu. Nhìn thấy một màn này, bốn phía người cũng đều là ánh mắt lóe lên, Trần Tiêu càng là lông mày nhướng lên, lại không chút do dự, trực tiếp cất bước, từ trong đám người đi ra, đứng ở giữa sân. Giang sư thúc gọi ta. Một trạm trình diện bên trong, Trần Tiêu cũng là nhàn nhạt nói câu, trên nét mặt không kiêu ngạo cũng không hèn mọn, chỉ là trong lời nói lại đem Giang Yên Vân cho nâng lên một đời. Ồ! Nghe được Trần Tiêu lời nói, Giang Yên Vân giờ phút này cũng là lông mày nhướng lên, cười, ta ngược lại là không nghĩ tới, từ sư đệ đồ đệ, là thông minh như vậy người, cái này nhưng cùng từ sư đệ bản nhân tính cách chênh lệch quá xa, ta cho là ngươi hội gọi ta sư huynh. Từ phá là sư tôn ta, từ phá gọi ngươi sư huynh, ta là từ phá đồ đệ, tự nhiên là muốn bảo ngươi sư thúc, đây là cấp bậc lễ nghĩa, không phải thông minh không thông minh. Trần Tiêu cũng là một quan lên, nhàn nhạt nói, ngươi nói ta nói đúng không đúng. Giang Sư Thúc. Ha ha, nói thật đúng. Giang Yên Vân cũng là cười gật đầu, mà đây cũng là ta nói ngươi thông minh phương, bởi vì nếu như nếu đổi lại là từ phá, hắn ngay cả loại này đối sự tình cũng sẽ không làm. Thật sao? Điểm này, vãn bối không được rõ lắm. Trần Tiêu lúc này nói, không biết sư thúc đem ta gọi ra, là làm cái gì? Ha ha, chư vị sư đệ, các ngươi cảm thấy từ sư đệ tên đồ đệ này như thế nào? nghe được trần tiêu lời nói lúc này giang yên vân cũng là cười một tiếng lại không có trả lời trần tiêu chỉ là đối bên người mấy cái hạch tâm đệ tử hỏi một câu lá gan không phải bình thường lớn đối mặt với ngươi giang sư huynh cũng dám như thế chủ động đặt câu hỏi ha ha nói dễ nghe là có quyết đoán nói khó nghe chút đó chính là ngu xuẩn tấu chương xong bạn thích bộ truyện này yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video chương 65. Hạt bụi nhỏ cùng tinh không. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Liên tiếp lời nói phun ra, nghe nói như thế khảo hạch đệ tử đều là ánh mắt biến ảo, đặc biệt là Trần Tiêu đã cứu những đệ tử kia, từng cái ánh mắt bên trong đều lộ ra vẻ lo lắng, từ phá cũng là ánh mắt lấp lóe, lại không có bất kỳ cái gì khiếp đảm. Hắn không biết đối phương làm là như vậy làm gì, chỉ là hắn biết lúc này hắn không thể khiếp đảm, nhất định phải không kiêu ngạo cũng không hèn mọn nếu không lời nói vậy hắn thật vất vả cứu người mang đến uy vọng liền mất tráo thậm chí còn có thể để cho mình tinh thần ý chí nhận thất bại vạn pháp cảnh xa xa khó vời ha ha dứt bỏ lý trí bên trên ngu xuẩn cùng thông minh đơn thuần liền tinh thần tâm linh đi lên giảng từ sư đệ cái này đệ tử còn tính là không sai mà lại tốc độ tu luyện cũng rất nhanh đợi một thời gian có thể đột phá vạn pháp cảnh Giang Yên Vân giờ phút này cũng là cười làm ra một cái tổng kết, nghe nói như thế đám người, cũng đều là ánh mắt co rụt lại, nhìn về phía trần tiêu ánh mắt bị ngưng trọng tràn ngập. Vạn Pháp Cảnh, cái này tại Pháp giới chi trung, mới thật sự là đáng giá được tôn kính tồn tại, cũng là một môn phái bên trong trọng yếu nhất tồn tại, cổ kim vãng lai, bao nhiêu võ giả, đạt đến phàm thai thập trọng về sau, không được tiến thêm, buồn bực cả đời, chính là thần biến môn, cũng có mấy ngàn phạm thai thập trọng đỉnh phong đệ tử tìm không thấy đột phá vạn pháp phương pháp chỉ là hiện tại giang yên vân lại nói trần tiêu có thể đột phá liền cái này một cái tin tức đám người đối trần tiêu cái nhìn liền đã cải biến thậm chí những cái kia hạch tâm đệ tử nhìn xem trần tiêu ánh mắt đều là biến ảo ha ha cái kia như thế xem ra từ sư đệ tìm đồ đệ thật đúng là thật không đơn giản kia lưu sư đệ giờ phút này cũng là cười nói bất quá sư huynh gọi hắn ra đây là ý gì đâu cái này một chút bốn phía người cũng đều là nhìn về phía giang yên vân cái này cũng là bọn hắn muốn biết vấn đề hắn rất không tệ đây là không thể nghi ngờ nhưng là hắn làm người làm việc lại rất có vấn đề giang yên vân cười một tiếng trần tiêu ngươi thành thật trả lời ta ngươi có phải hay không từng đánh chết một cái gọi vương huyền phổ thông đệ tử vương huyền đây là tại đại mạc hoàng trong triều chuyện phát sinh là vương huyền đối phó ta trước đây. Đừng bảo là những thứ này. Đánh gãy Trần Tiêu lời nói, Giang Yên Vân lúc này nói, ngươi liền nói cho ta, có vẫn là không có là được rồi. Thật sao? Có. Trần Tiêu mục quan lên, trực tiếp điểm đầu. Ừm, ngươi còn đoạt vương gia nhị thiếu gia vương ninh bảo bối, sơn hà ấn đúng không, đồng thời còn có mã hoành đệ tử mã phong trảm hồn kiếm, càng đoạt vương gia vương chân lôi minh chung, có chuyện này hay không? Giang Yên Vân hỏi lại. Song sư bá hỏi như vậy, có phải là không quan tâm ta nói nguyên nhân, chỉ làm cho ta nói kết quả? Trần Tiêu thản nhiên nói. Vâng. Giang Yên Vân gật đầu. Vậy thì tốt, có sự tình này, bất quá lôi minh chung ta không có đoạt, ta không biết lôi minh chung đến địa phương nào, ta chỉ là đoạt trảm hồn kiếm cùng Sơn Hà Ấn. Trần Tiêu cũng là nói. Ha ha, lôi minh chung sự tình ngươi không thừa nhận ta cũng biết là ngươi đoạt bảo bối này hiện tại hẳn là từ phá trong tay đúng không giang yên vân cười nói điểm này ta không biết trần tiêu dựa theo lúc trước từ phá bàn giao lời nói chính là không nhận ha ha tốt a à, vậy liền không nói lôi minh giờ chỉ nói sơn hà ấn cùng trảm hồn kiếm ngươi vì sao đoạt giang yên vân cười nói tự nhiên là bọn hắn đối phó ta ta bất đắc dĩ đoạt Trần Tiêu nhàn nhạt nói, về phần cụ thể chi tiết, ta nghĩ ta không cần thiết đối song sư bá nhiều lời, bởi vì sư tôn ta đã cùng môn chủ giải thích qua. Ngươi sư tôn cùng môn chủ nói qua không giả, nhưng là cái này không có nghĩa là ngươi nói cùng ngươi sư tôn nói đồng dạng. Giang Yên Vân nói, cho nên ta muốn ở chỗ này nghe một chút ngươi thuyết pháp, sau đó đi tìm môn chủ so sánh một chút. Thật sao? Nếu như ta không làm như vậy đâu. Trần Tiêu ánh mắt lóe lên nói, "Tổ ngươi là tại cự tuyệt ta a?" À? Giang Yên Vân cũng là cười, đồng dạng, bốn phía người cũng đều là kinh hãi nhìn về phía Trần Tiêu, hiện tại Trần Tiêu đứng trước mặt là Giang Yên Vân, là thần biến môn hạch tâm đệ tử bên trong đệ nhất. Đối mặt loại này truyền kỳ nhân vật bình thường, Trần Tiêu cũng dám nói như thế, cái này khiến bọn hắn đều là nghĩ không ra. "Ta là tại cự tuyệt ngươi." Căn bản không có quan tâm bốn phía ánh mắt, Trần Tiêu trực tiếp nói bởi vì ta căn bản không cần thiết tại đối ngươi sông sư bá đạo một lần vì cái gì không cần thiết giang yên vân cười nói bởi vì ngươi sông sư bá không phải môn chủ trần tiêu trực tiếp nói sư tôn ta đã đem đại mạc hoàng triều tất cả mọi chuyện đều nói cho môn chủ môn chủ không có đối sư tôn ta như thế nào không có đối ta như thế nào vậy liền chứng minh môn chủ cho là chúng ta làm rất chính xác không có bất kỳ cái gì có thể bị chỉ trích địa phương đã như vậy, vậy cái này cũng đã là đi qua sự tình, cũng đã là định hạ tính chất sự tình, hiện tại ngươi Song Sư Bá lại làm cho ta cho ngươi thêm nói một lần, chẳng lẽ ngươi Song Sư Bá, sau môn chủ còn có? Quyền uy. Liên tiếp lời nói phun ra, giờ này khắc này, cái này giữa thiên địa đều là an tĩnh lại. Vô số khảo hạch đệ tử đều là ngơ ngác nhìn xem Trần Tiêu, liền ngay cả Giang Yên Vân phía sau những cái kia hạch tâm đệ tử cũng đều là sững sờ nhìn xem Trần Tiêu ánh mắt bên trong tràn đầy khó có thể tin. Bọn hắn thật là nghĩ không ra, Trần Tiêu, một cái khảo hạch đệ tử, lại có to gan như vậy, đối thần biến môn hạch tâm thứ nhất Giang Yên Vân nói như thế. Coi như Trần Tiêu lời nói, câu câu đều có lý, chỉ là loại thái độ này cũng đã là đối thứ nhất Giang Yên Vân một loại mạo phạm, cái này khiến bọn hắn cũng đều là mịt mờ nhìn về phía Giang Yên Vân, bọn hắn đều muốn biết Giang Yên Vân tiếp xuống sẽ như thế nào. Đối mặt đám người ánh mắt, Giang Yên Vân giờ phút này cũng là không có bất kỳ cái gì để ý, hắn chỉ là nhìn xem Trần Tiêu, nụ cười trên mặt càng ngày càng đậm. Đến cuối cùng, Giang Yên Vân lại cười lấy gật gật đầu, thì ra là thế, ta hiện tại xem như minh bạch, vì sao từ phá hội thu ngươi làm đồ đệ, ngươi là dám trực diện sinh tử nhân vật, không sai không sai. Nghe nói như thế, bốn phía người đều là sững sờ, bọn hắn cũng không biết Giang Yên Vân nói lời này có ý tứ gì, Trần Tiêu lại là trong lòng hơi động hắn là hiểu được, trước đó những vấn đề này, chỉ là Giang Vân Trần thăm dò hắn đồ vật mà thôi. Mượn hỏi những vấn đề này, xem hắn đến cùng là cái gì mặt hàng, hiện tại mình biểu hiện, không kiêu ngạo cũng không hèn mọn, cái này khiến Giang Yên Vân cũng là thu hồi lòng khinh thị, Trần Tiêu rõ ràng, sợ là tiếp xuống, chính là chân chính làm khó hắn thời điểm. Ừm, ngươi lời mới vừa nói rất đúng, sự thật lại là là như thế, môn chủ biết hết thảy, đều không có đối ngươi như thế nào, phản còn tự thân cho ngươi một cái tham gia tin anh khảo hạch tư cách chỉ một điểm này liền đã chứng minh lúc trước ngươi làm sự tình không có sai cho nên trước đó vấn đề là ta hỏi dư thừa giang yên vân lúc này gật gật đầu cười nói cho nên tiếp xuống ta thay cái vấn đề trước ngươi sử dụng ma công là ma công nào đến rồi trong lòng căng thẳng trần tiêu biết giang yên vân vấn đề này hắn nhất định phải lưu tâm trực tiếp nói Ma công kia là ta tự chết huyết cuồng thân bên trên đạt được Huyết sát môn không có loại ma công này Huyết cuồng bản nhân càng là sẽ không Giang Yên Vân cười nhạt một tiếng Đương nhiên, tiếp xuống ngươi khẳng định sẽ nói ta làm sao biết đúng không Rất đơn giản, ta chính là biết Bởi vì ta công tích tại cái này Ta giết qua hơn 1.300 cái ma đạo vạn pháp đệ tử Đối với các đại ma môn ma công Hiểu rõ cực sâu, nhưng là không có một loại ma công Là giống như ngươi thật sao? Vậy ta cũng không biết. Nghe nói như thế, Trần Tiêu cũng là lạnh lùng nói, dù sao ma công kia là ta từ chết mất huyết cuồng thân bên trên đạt được, về phần huyết cuồng từ nơi nào đạt được, cái này chỉ có huyết cuồng biết. Lời này mới ra, bốn phía người nhìn xem Trần Tiêu ánh mắt cũng đều là mang tới một cổ bội phục. Giờ này khắc này bốn phía người cũng đều có thể nghe được Trần Tiêu đây là một cái rõ ràng viện cớ, trực tiếp đẩy lên chết mất huyết cuồng thân bên trên, một chiêu này, rất vô lại, lại phi thường hữu hiệu. Ha ha, tốt a, à, ngươi nói như vậy, ta cũng không có cách nào đang hỏi huyết cuồng, bởi vì huyết cuồng đã là cái chết gia hỏa. Giang Yên Vân cũng là cười, nhưng là ta có thể xác định, huyết sát môn là tuyệt đối không có ngươi ma công, mà ngươi từ huyết cuồng thân bên trên đạt được ma công, lại không biết là huyết cuồng từ nơi nào đạt được, cho nên, đây chính là tai họa ngầm, ngươi đem ma công kia giao cho ta đi. Có ý tứ gì? Trần Tiêu ánh mắt lóe lên. Chính là mặt chữ bên trên ý tứ, ta để ngươi đem ngươi ma công giao cho ta, bởi vì ngươi ma công không rõ lai lịch, ta cần điều tra. Giang Yên Vân nói. Ma công kia là ta được đến, kỳ chính là ta, cái này điều tra cái gì? Trần Tiêu lạnh lùng nói, muốn điều tra, môn chủ đã sớm điều tra, cũng không tới phiên ngươi Giang Sư Huynh đi. Lớn mật. Ngay tại Trần Tiêu nói dứt lời thời điểm, một đạo tiếng quát cũng bắt đầu vang lên, lại là kia lưu sư đệ đột nhiên nói chuyện, nho nhỏ một cái khảo hạch đệ tử, lại dám đối gian sư huynh làm việc khoa tay múa chân, ngươi đây là chán sống sao? Làm sao? Ta ma công từ Đại Mạc Hoàng Triều Huyết cuồng thân bên trên thu hoạch được, đây là ta chiến lợi phẩm, điểm này môn chủ cũng biết, môn chủ đều không có hỏi nhiều, các ngươi những này hạch tâm hỏi nhiều cái gì? Trần Tiêu nghe nói như thế cũng là trực tiếp nói, hiện tại còn nói ta đối với các ngươi hạch tâm khoa tay múa chân ta làm sao khoa tay múa chân rồi ta nói không đúng a à? ngươi muốn chết nghe được trần tiêu lời nói kia lưu sư đệ cũng là ánh mắt trầm xuống bàn tay vừa nhất tự hồ liền muốn công kích trần tiêu lại là cười lạnh nói làm sao bị ta nói trúng tâm sự muốn giết người diệt khẩu vậy ngươi cứ tới ta ngược lại muốn xem xem đường đường thần biến môn hạch tâm là như thế dết chóc đồng môn, cướp đoạt đồng môn công pháp. Lời này mới ra, bốn phía người cũng tất cả đều là sợ ngay người, ai cũng không nghĩ tới, sự tình trong chớp mắt liền náo đến trình độ này. Ngươi, tốt lưu sư đệ, chuyện này ngươi cũng đừng có quản nhiều. Ngay tại kia lưu sư đệ sắc mặt đỏ lên, thật muốn động thủ thời điểm, Giang Yên Vân khoát tay áo, cười nói, tiếp xuống chuyện này ta đến xử lý. Nghe nói như thế, kia lưu sư đệ cũng là một quan lên, cuối cùng nói, vậy liền giang sư huynh xử lý đi. bất quá theo ta thấy, tiểu tử này học một thân ma công, tính cách kiệt ngạo, sợ là đã trở thành ma đạo võ giả, lưu tại bản môn, thực sự là kẻ gây họa. ta nếu là tai họa, cái kia không biết ngươi cái này muốn cướp ta ma công người là cái gì, là sao ta càng đại họa hơn hại a. À? trần tiêu cười lạnh nói, ngươi im ngay. ngay tại trần tiêu còn muốn nói chuyện chết sống một đạo tiếng quát đột nhiên từ Giang Yên Vân miệng bên trong phun ra, đồng thời theo tiếng quát này truyền ra, một tiếng ầm vang cũng bỗng nhiên từ Trần Tiêu thân bên trên vang lên, ở giữa Trần Tiêu hai chân lúc này liền xa vào đến trong lòng đất, đồng thời thân thể cũng bắt đầu răng rắc kéo rung động đi lên. Tự hồ một nháy mắt, Trần Tiêu thân thể liền muốn vỡ vụn. Trần Tiêu giờ phút này sắc mặt cũng là một chút tái nhợt, tại thời khắc này, hắn là có thể cảm giác mình nhỏ yếu. Đây là như là hạt bụi nhỏ nhỏ yếu cảm giác, đồng thời trước mặt hắn Giang Yên Vân cho hắn cảm giác lại như tinh không mênh mông. Đây chính là ta cùng hắn chênh lệch a, đáng ghét. Lực lượng, hết thảy đều là lực lượng. Ta nếu là có sức mạnh, sao lại là cái dạng này. Trong lòng không ngừng truyền ra giận hống, Trần Tiêu ánh mắt bên trong cũng bị phẫn nộ tràn ngập, chỉ là mặc kệ hắn làm sao phẫn nộ, hắn đều không thể lay động mình một chút thân thể. Hắn hiện tại liên động đều không động được. Đối hạch tâm đệ tử bất kính, dựa theo trong môn quy cũ, là có thể bị hạch tâm đệ tử tru sát. Tấu chương xong. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 66 Thời khắc nguy cơ Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Bất quá, xem ở ngươi là từ phá đệ tử, mà lại trước đó cũng cứu được rất nhiều khảo hạch đồng môn phần bên trên, cho nên tội chết liền miễn đi, ngươi quỷ linh chi môn lấy tới đi, đây coi như là đối ngươi trừng phạt cảnh giác." Lời nói từ Giang Yên Vân miệng bên trong phun ra, Giang Yên Vân bàn tay vung lên, lập tức Trần Tiêu trong ngực quỷ linh chi môn lệnh bài liền đến Giang Yên Vân trong tay, Giang Yên Vân tùy ý một vòng, Trần Tiêu liền cảm giác mình tinh thần phản phất giống như nhận trọng kích, hắn cùng quỷ linh chi môn liên hệ đoạn mất. "Ngươi nhưng có cái gì tốt nói?" Cầm đi Trần Tiêu quỷ linh chi môn về sau, Giờ phút này Giang Yên Vân cũng là thu hồi uy áp, đối Trần Tiêu thẳng nhiên nói: "Ta không có gì có thể nói, chuyện này ta hội hội báo cho sư tôn." Trần Tiêu lạnh lùng nói, hắn biết, Quỷ Linh Chi Môn đã đã bị Giang Yên Vân cầm đi, vậy cái này liền đại biểu Giang Yên Vân hiện tại là thật muốn thu thập hắn, chỉ cần hắn dám nói một cái bất mãn, Giang Yên Vân nhất định còn hội tại đồng thủ với hắn, vậy hắn tự nhiên không thể đang ăn thua thiệt, chỉ có thể nhìn xuống, về sau tại mưu đồ trả thù ừm ngươi có thể báo cáo nhưng là hiện tại chuyện này tính chất đã trải qua xác định là ngươi bất kính hạch tâm đệ tử trước đây ta cướp đi ngươi quỷ linh chi môn là trừng phạt cảnh giác giang yên vân cũng là gật đầu tiếp xuống chính là ma công giao ra đi giang sư huynh là đứng tại lập trường gì muốn ta ma công trần tiêu giờ phút này lạnh lùng nói nếu như đứng ở bên trong cửa an toàn lập trường vậy cái này một điểm không cần giang sư huynh phiền toái môn chủ đều không nói gì thêm môn chủ nhân vật bậc nào sao lại quan tâm những chuyện nhỏ nhặt này giang yên vân cười nhạt một tiếng môn chủ thật là biết ngươi cùng từ phá tại đại mạc hoàng triều kinh lịch sự tình nhưng cái này vẽn vẹn đại biểu môn chủ công nhận từ sư đệ ngươi không tại môn chủ quan sát phạm vi bên trong bởi vì ngươi đây là một cái thần biến môn phổ thông đệ tử ta khảo hạch tư cách là môn chủ cho trần tiêu lạnh lùng nói cái này cũng không có nghĩa là môn chủ đối ngươi tán thành, vẻn vẹn đại biểu môn chủ đối ngươi có hứng thú mà thôi. Giang Yên Vân cười nhạt nói, mà ta muốn làm, chính là bảo đảm ngươi cái này gây nên môn chủ hứng thú tiểu gia hỏa, là an toàn, không phải đối bản môn có hại. Ngươi lại có tư cách gì quyết định có hại vẫn là vô hại. Liền bởi vì ta là hạch tâm thứ nhất. Giang Yên Vân đánh gãy Trần Tiêu lời nói, cười nhạt nói, cho nên ta liền có tư cách quyết định tất cả mọi người đối bản môn có hại vẫn là vô hại. Lời này mới ra, bốn phía đệ tử cũng đều là nói không ra lời. Giang Yên Vân lời nói, quá thực tế, cũng quá chính xác, để người tìm không đến bất luận cái gì có thể phản bác địa phương. Người ta là thứ nhất, kia dĩ nhiên, người ta liền nắm giữ phân biệt thì phi đúng sai đại quyền. Giao cho hắn đi. Đúng lúc này, Linh Ma cũng là tại Trần Tiêu trong lòng nói chuyện, nhưng là không cần toàn giao đem ta cho ngươi thôn linh ma công xáo trộn trình tự giao cho hắn dạng này hắn coi như đạt được thôn linh ma công cũng chỉ là đạt được nửa bộ hắn có thể hấp thu năng lượng nhưng là hắn không cách nào làm được luyện hóa cùng ứng dụng thật sao vậy được rồi dù sao hắn là quyết tâm muốn ma công ta không cho cũng phải cho trần tiêu cũng là âm thầm ứng thanh hắn hiện tại cũng là phi thường phẫn nộ chỉ là không có cách tình thế còn mạnh hơn người đứng đối diện là thần biến môn hạch tâm thứ nhất, hắn căn bản cũng không có bất luận cái gì nói không quyền lợi. Tốt, ta cho. Nhẹ gật đầu, trần tiêu bàn tay bên trên đột nhiên xuất hiện một đạo ánh sáng màu đỏ như máu, sau một khắc cái này ánh sáng màu đỏ như máu liền trực tiếp bay ra, đến giang yên vân trước mặt. Ồ! Nhìn thấy trần tiêu đối linh hồn chi lực trưởng khống đến trình độ này, giang yên vân cũng là lông mày nhướng lên, sau một khắc tiện tay trưởng một trảo, bắt lấy cái này một đạo huyết sắc quan hoa. Ánh mắt lấp lóe mấy hạ, rất nhanh, Giang Yên Vân ánh mắt bên trong liền lộ xảy ra ngoài ý muốn chi sắc, gật đầu nói, thì ra là thế, mà công kia cư nhiên như thế thần kỳ a, có thể cưỡng ép hấp thu người khác năng lượng, huyết nhục, ân, trách không được trước ngươi có thể cùng cái này yêu phong sơn sơn chủ hồ huyết dây dưa, thật là phi thường ưu tú ma công. Ta có thể đi được chưa? Trần Tiêu giờ phút này lại là lạnh lùng nói đi a à, ngươi ma công kia rất nguy hiểm a à. giang yên vân ánh mắt lóe lên thôn phệ người khác năng lượng cái này còn dễ nói nhưng là thôn phệ người khác huyết nhục cái này có chút quá mức tàn nhẫn không phải chính đạo gây nên không được ta nhất định phải phế bỏ ngươi ma công lời này mới ra bốn phía đệ tử đều là sắc mặt thay đổi bọn họ cũng đều biết giang yên vân nói dễ nghe là phế đi ma công thực tế bên trên đây chính là muốn phế trần tiêu tu vi Trần Tiêu giờ phút này ánh mắt cũng là triệt để rét lạnh xuống tới, trực tiếp nói, làm sao, song sư bá đây là muốn đuổi tận giết tuyệt, không lưu hậu hoạn. Ha ha, ngươi nói nghiêm trọng, ta chẳng qua là cảm thấy ma công kia quá mức tàn nhẫn mà thôi, ngươi là ta thần biến môn chính đạo đệ tử, tu luyện loại ma công này, thực sự là có chút quá nguy hiểm. Giang Yên Vân cười nói, ta đây là vì muốn tốt cho ngươi, tản ngươi ma công, ngươi một lần nữa lại đến, lấy ngươi thiên tư, chắc hẳn rất nhanh liền hội khôi phục ha 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 tốt một cái hạch tâm thứ nhất gian yên vân hôm nay ta xem như thật kiến thức trần tiêu giờ phút này bỗng nhiên cười ha hả ngươi muốn ta ma công ta cho hiện tại quay đầu muốn phế ta tu vi nói là tốt với ta phế nhân tu vi vẫn là vì người khác tốt loại thuyết pháp này ta còn là lần đầu tiên nghe thấy môn chủ tại lên quần anh điện trưởng lão tại lên ta trần tiêu từ nhập môn đến nay, dết chóc ma đạo âm thi vô số kể, lần này khảo hạch, cứu vớt đệ tử càng có trên trăm. Mặc dù ta trần tiêu tu luyện ma công, nhưng ta ma công, điểm nào nhất làm chuyện ác? Nếu như vẻn vẹn bởi vì ta tu luyện ma công liền muốn phế ta tu vi, kia hạch tâm đệ tử bên trong hội ma công nhiều lắm, bọn hắn tính thế nào? Hiện tại song sư bá bởi vì loại lý do này liền phế ta tu vi. Nếu như ta tu vi thật bị phế, môn kia phái công đạo ở đâu môn phái công lý ở đâu liên tiếp lời nói phun ra giữa thiên địa đều là trần tiêu hồi âm tất cả khảo hạch đệ tử giờ phút này đều là không nói bọn hắn cũng biết trần tiêu đây là không cam tâm bọn hắn thậm chí cũng thay trần tiêu không cam tâm bất kể nói thế nào trần tiêu trước đó đều là trợ giúp bọn hắn thậm chí cứu được mạng bọn họ chỉ là sự tình này đã không phải là bọn hắn có thể chi phối thậm chí không phải bọn hắn có thể nhiều lời sinh sản nhiều tại, cái này sự tình đã trải qua liên lụy đến môn phái hạch tâm đệ tử, vẫn là liên lụy đến môn phái hạch tâm thứ nhất Giang Yên Vân. Giang Yên Vân muốn thu thập Trần Tiêu, vậy bọn hắn những này khảo hạch đệ tử tính cái gì? Đừng nói nói chuyện, liền ngay cả nhìn nhiều tư cách, bọn hắn đều là không có, bọn hắn bây giờ có thể ở đây nhìn xem, cũng chỉ là trùng hợp. Đồng dạng, ngay tại những này khảo hạch đệ tử đều trầm mặc thời điểm, những cái kia hạch tâm đệ tử cũng là ánh mắt lóe lên, chỉ là bọn hắn mặt bên trên nhưng đều là lộ ra cười lạnh. Bọn hắn cũng là biết Trần Tiêu phẫn nộ, chỉ là tức giận nữa, vô dụng. Giang Yên Vân tại môn phái là hạch tâm thứ nhất, loại này thân phận, loại thực lực này, liền xem như trong môn trưởng lão, đối với hắn đều muốn lễ nhượng ba phần, môn chủ đối với hắn đều là khách khí, thay lời khác đến nói, Giang Yên Vân tại thần biến môn cơ hồ chính là thiếu môn chủ tồn tại, kia Giang Yên Vân muốn đối phó Trần Tiêu, ai dám ngăn cản. Nhìn lấy thiên địa ở giữa hoàn toàn yên tĩnh, giờ phút này Trần Tiêu nắm đấm cũng là nắm chặt, đồng thời hắn ánh mắt bên trong cũng là lóe lên từng đạo vẻ phẫn nộ. Hắn thật không nghĩ tới, sự tình một nháy mắt liền đến loại này tuyệt cảnh. Dù là hắn đã sớm biết, từ phá cùng Giang Yên Vân không hợp, hắn sẽ bị cuốn vào trong cuộc đấu tranh này, chỉ là cục diện nháy mắt liền đến trình độ này, đây cũng là hắn bất ngờ. Người này thật sự là không biết xấu hổ. Linh ma giờ phút này cũng là mắng lên, rõ ràng cao hơn ngươi một đời, đồng thời còn là thần biến môn thứ nhất, loại này thân phận đều muốn đối ngươi đuổi tận giết tuyệt, thật sự là vô sĩ tới cực điểm. Có biện pháp gì hay không? Trần Tiêu lại là trong lòng uống nói, ta nếu là biện pháp. Không có biện pháp, hắn muốn thật phế bỏ ngươi tu vi, vậy ngươi chỉ có thể làm lại từ đầu. Linh ma lạnh lùng nói, bất quá ngươi yên tâm cùng ta tại làm lại từ đầu vẫn là có thể đáng ghét thầm mắng một tiếng trần tiêu ánh mắt cũng là nhìn về phía giang yên vân hắn biết linh ma đều nói như vậy kia cục diện thật sự là rất khó đang thay đổi hắn là thật không cam lòng mình thật vất vả cố gắng đến bây giờ tu vi sẽ bị phế bỏ nói xong rồi cũng ngay lúc đó giang yên vân cũng là lông mày nhướng lên cười nhạt nói đáng tiếc không ai để ý tới ngươi hình thức so với người mạnh trần tiêu lạnh lùng nói ta là thật không nghĩ tới ta hội rơi đến nước này không có gì nói song sự bá ngươi muốn đối phó ta vậy ngươi động thủ đi ha <laughs> ha ngươi cuối cùng là hiểu rõ một chút sự tình từ đầu đến giờ ngươi câu nói này là rất lý trí lời nói giang yên vân cười nói nếu như ngươi vừa mới bắt đầu chính là loại thái độ này ta có lẽ sẽ không đối ngươi như thế nếu như ta vừa mới bắt đầu là loại thái độ này vậy ta cũng không phải ta ta cũng không có thể trở thành từ phá đệ tử. Trần Tiêu lạnh lùng nói. Thật sao? Giang Yên Vân cười một tiếng, cũng thế, thế giới bên trên không có nếu như, chỉ có hiện thực, cho nên ngươi liền. Chậm. Ngay tại Giang Yên Vân lợi còn chưa nói hết thời điểm, một thanh âm đột nhiên nhớ tới, đồng thời theo đạo thanh âm này vang lên, một đạo tiếng xé gió cũng bắt đầu xuất hiện, theo sát lấy một cái mỹ lệ vô cùng thiếu nữ liền xuất hiện ở giữa sân thấy được thiếu nữ này giữa sân muốn a à đệ tử cũng đều là biến sắc giang yên vân cũng là lông mày nhướng lên sau một khắc liền cười nói đây không phải bách hoa sơn lưu nhược vân lưu sư mùi a à, ngươi tại sao cũng tới ha ha gặp qua giang sư huynh lưu nhược vân một lại tới đây cũng là cười đối giang yên vân thi lễ một cái nói ta lần này tới trên thực tế là vì tiểu tử này cũng chính là trần tiêu cầu tình hy vọng giang sư huynh đối với hắn có thể mở một mặt lưới không cần phế đi hắn tu vi. Thật sao? Giang Yên Vân ánh mắt lóe lên, trực tiếp nói, đây là vì sao? Bởi vì lúc trước hắn đã cứu ta bách hoa minh mấy người đệ tử. Lương Nhược Vân cũng là cười nói, may mắn mà có hắn, ta bách hoa minh mấy cái này đệ tử mới chính thức sống tiếp được, chuyện này, ta là phi thường cảm kích, cho nên dự định ở đây thay cầu mong gì khác cái tình, cũng không biết Giang Sư Huynh có chịu cho hay không ta mặt mũi này. Nghe lời này, Giang yên vân ánh mắt cũng là lóe lên rất rõ ràng hắn cũng là đang suy nghĩ trần tiêu giờ phút này lại là nhìn về phía lưu nhược vân ánh mắt bên trong lóe lên vẻ cảm kích hắn biết mặc kệ hắn hôm nay tu vi là bị phế sạch vẫn là không bị phế sạch ân tình này hắn đều nắm lấy về sau có cơ hội nhất định phải trả ha ha ân tình này a à, ta ngược lại là có thể cho ngươi lưu sư muội dù sao ngươi lưu sư muội thế nhưng là rất tốt cầu ngươi Giang Yên Vân lúc này cười nói, bất quá, chúng ta tình, thế nhưng là không tốt thiếu, ta có một vài thứ, là cần lưu sư muội cung cấp. Tất cả đều dễ nói chuyện, đơn giản chỉ là một chút vạn năm linh dược mà thôi, ta có thể cho ha ha, ân tình này a, à, ta ngược lại là có thể cho ngươi lưu sư muội, dù sao ngươi lưu sư muội thế nhưng là rất tốt cầu người. Giang Yên Vân lúc này cười nói, bất quá, chúng ta tình, thế nhưng là không tốt thiếu, ta có một vài thứ, là cần lưu sư muội cung cấp tất cả đều dễ nói chuyện đơn giản chỉ là một chút vạn năm linh dược mà thôi ta có thể cho ha ha ân tình này a à, ta ngược lại là có thể cho ngươi lưu sư muội dù sao ngươi lưu sư muội thế nhưng là rất tốt cầu người giang yên vân lúc này cười nói bất quá chúng ta tình thế nhưng là không tốt thiếu ta có một vài thứ là cần lưu sư muội cung cấp tất cả đều dễ nói chuyện đơn giản chỉ là một chút vạn năm linh dược mà thôi ta có thể cho, tấu chương xong. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 67 Lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Nghe nói như thế, Trần Tiêu lại là ngay cả không thèm để ý, hắn chỉ là hai tay ông quyền, thật sâu đối cái này bách hoa minh lưu nhược vân thi lễ một cái. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, hôm nay ta trần tiêu đạt được bách hoa minh trợ giúp, ngày sau tất nhiên hội dùng hành động để báo đáp. Lời này mới ra, Lương Nhược Vân cũng là cười, trực tiếp nói, ha ha, điểm này, ta là tin tưởng, như vậy đi, nhìn ngươi đầy người thương thế, ngươi trước cùng ta trở về đi, đến bách hoa sơn, ta có thể để ngươi khôi phục thương thế. Vậy làm phiền sư tỷ. Trần tiêu khách khí nói, Lương Nhược Vân cũng là cười một tiếng, sau một khắc bàn tay liền bỗng nhiên vung lên, Rằng rắc kéo thanh âm vang lên, một đầu không gian thông đạo trực tiếp thành hình. Ha ha, Giang Sư Huynh, ta cái này đi trước. Dược liệu, chờ ta sau khi trở về, liền sẽ phái người đưa qua cho ngươi. Nhìn thấy không gian thông đạo thành hình, Lương Nhật Vân lúc này cũng là quay đầu, nhìn xem Giang Yên Vân cười nói. Ha ha, đi thôi, ta cũng nên đưa cái khác khảo hạch đệ tử trở về. Giang Yên Vân cũng là vừa cười vừa nói, đồng dạng cũng là bàn tay vung lên mở ra một đầu không gian thông đạo. Nghe nói như thế, Lương Nhược Vân cười một tiếng gật đầu, về sau liền đối khảo hạch đệ tử bên trong Linh Vận Tam Nữ vẫy vẫy tay, về sau liền mang theo Tam Nữ cùng Trần Tiêu trực tiếp tiến vào không gian thông đạo biến mất. Trong thấy Trần Tiêu cùng Bách Hoa Minh chủ biến mất, những cái kia đứng tại Giang Yên Vân bên người hạch tâm đệ tử cũng đều là ánh mắt lóe lên, trong đó kia Lưu sư đệ nói nói, Giang sư huynh, cái này Trần Tiêu, thế nhưng là không thể giữ lại. Dù sao Giang Sư huynh cũng đã nói, tiểu tử này có rất lớn cơ hội thành tựu Vạn Pháp cảnh. Ha ha, thành tựu Vạn Pháp lại như thế nào? Giang Yên Vân lúc này lại là cười, chẳng lẽ hắn còn có thể đối ta sinh ra uy hiếp hay sao? Giang Sư huynh nói đùa, Giang Sư huynh thực lực, Vạn Pháp cảnh bên trong đều là ít có địch thủ, thậm chí Vạn Pháp chi thượng tồn tại, Giang Sư huynh đều có tới giao thủ tư cách, phổ thông Vạn Pháp làm sao có thể đối Giang Sư huynh tạo thành uy hiếp? khi lưu sư đệ lập tức cười nói, bất quá a, à, phiền phức, luôn luôn càng ít càng tốt, trần tiêu tiểu tử này tìm lực mạnh như vậy, về sau thành vạn pháp, vậy khẳng định sẽ nghĩ đến trả thù. Ha ha, điểm này, liền nhìn hắn có đủ hay không thông minh. Giang Yên Vân lúc này cười nói, nếu như hắn đủ thông minh, biết ta cùng hắn chênh lệch, vậy hắn vĩnh viễn sẽ không trả thù, nếu như hắn không đủ thông minh, muốn trả thù ta, cái kia cũng đơn giản, trực tiếp chụp chết liền tốt. Bởi vì vạn pháp cảnh loại này tồn tại, hiện tại trong mắt ta, cùng sâu kiến cũng không có gì khác biệt. Lời này mới ra, kia Lưu sư đệ cũng là thân thể chấn động, cùng một thời gian, cái khác đứng tại Giang Yên Vân bên người hạch tâm đệ tử cũng đều là ánh mắt bên trong lóe lên vẻ chấn động, bọn hắn biết, Giang Yên Vân nói ra lời này, vậy cái này liền mang ý nghĩa Giang Yên Vân khoảng cách vạn pháp chi thượng cảnh giới kia rất gần. Cùng một thời gian, giờ phút này Trần Tiêu đã trải qua đi theo Lưu Nhược Vân đi tới một mảnh tràn ngập hương hoa cũng mùi thuốc sơn phong chi thượng. Ngửi thấy mùi vị này, Trần Tiêu trên nét mặt cũng là lộ ra một chút vẻ buông lỏng, đồng thời hắn thân bên trên kia suy yếu khí tức, cũng bắt đầu nhanh chóng khôi phục. Ồ, ngươi sức khôi phục ngược lại là rất không tệ. Nhìn xem Trần Tiêu, giờ phút này Lưu Nhược Vân cũng là cười nói, một khi trầm tĩnh lại, ngươi lực lượng liền có thể đến nước này, chỉ một điểm này đến xem, ngươi khoảng cách vạn pháp cảnh, Thật chỉ có cách xa một bước. Nhìn còn có cách xa một bước, bất quá ta lại biết, còn kém rất xa. Trần Tiêu lại là nói, ta còn cần càng nhiều năng lượng tích lũy. Ha ha, có thể nói lời này, liền chứng minh ngươi phi thường có tự mình hiểu lấy, có tự mình hiểu lấy người, là có thể không ngừng tiến bộ. Lương Nhật Vân Cười nói, kết hợp với trước đó mặt người đối gian yên vân thời điểm khí phách, ta hiện tại cơ bản có thể khẳng định, người có rất lớn cơ hội đột phá vạn pháp cảnh mặc kệ ta đột phá vẫn là không đột phá vạn pháp cảnh lưu sư tỷ đối ta đại ân ta đều sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ trần tiêu nghiêm túc nói điểm này ta sẽ dùng hành động đi chứng minh ha ha điểm này ta là không thế nào quan tâm ta cứu ngươi nguyên nhân rất đơn giản cũng là bởi vì ngươi cứu được linh vận nguyệt hoa nguyệt vân nếu như ngươi không cứu được các nàng ta cũng sẽ không giúp ngươi cho nên với ta mà nói ta chỉ là trả ơn ngươi mà thôi lương nhược vân cười nói đương nhiên ngươi ưu tú ta là có thế trông thấy cho nên ta bách hoa minh cũng nguyện ý cùng ngươi kết giao bằng hữu ngay sau bách hoa minh đệ tử có bất kỳ khó khăn chỉ cần ta có thể giúp một tay ta hội đem hết toàn lực giúp trần tiêu chân thành nói ha ha tốt lương nhược vân cười gật đầu một cái đã ngươi hiện tại cùng chúng ta là bằng hữu như vậy ta liền cùng ngươi nói vài bằng hữu ở giữa lời nói Giang Yên Vân lần này như thế đối phó ngươi, ngươi là ý tưởng gì? Nếu như là trước đó, vậy ta nhất định là phẫn nộ không cam lòng, ta sẽ nghĩ đến báo thù, bất quá bây giờ, ta ngược lại là không có những vật này, bởi vì những vật này vô dụng. Trần Tiêu nhàn nhạt nói, ta bây giờ nghĩ chính là hảo hảo tu luyện, sau đó cố gắng đột phá vạn pháp cảnh. Ha ha, ý nghĩ này đúng phân nữa. Lương Nhược Vân cười nói, ngươi bây giờ không nghĩ báo thù cũng không phẫn nộ, chính là muốn tu luyện, đột phá vạn pháp cảnh, cái này rất tốt, nhưng là đột phá vạn pháp cảnh về sau đâu. Ngươi có phải hay không liền muốn nghĩ đến trả thù? Cái này, cũng là muốn nhìn tình huống. Trần Tiêu ánh mắt lóe lên. Ha ha, thay lời khác đến nói ngươi sẽ đánh tra rõ ràng gian yên vân thực lực, sau đó tìm cơ hội trả thù đúng không? Lưu Nhược Vân cười nói. Phải nghe được lưu nhược vân trực tiếp như vậy lời nói trần tiêu cũng là gật đầu hắn kém chút bức tử ta chẳng lẽ ta còn muốn xem như không có việc gì phát sinh a à? cũng không phải như thế ta chỉ là muốn nói ngươi nghĩ có chút quá ngây thơ lưu nhược vân lắc đầu ngươi là người thông minh càng là võ đạo thiên tài vậy ngươi nói cho ta tại ngươi cùng giang yên vân tiếp xúc một hồi này thời gian bên trong ngươi từ giang yên vân thân bên trên nhìn thấy cái gì nghe được vấn đề này Trần Tiêu cũng là ánh mắt biến ảo một chút, về sau phun ra một chữ, ngạo. Rất tốt, chính là ngạo. Lương Nhược Vân gật đầu, hắn ngạo, là coi trời bằng vung ngạo, hắn nhìn xem ngươi, nhưng thực tế bên trên tâm hắn căn bản không có quan tâm ngươi, hắn chỉ là đi theo mình hào hứng làm việc mà thôi, thậm chí liền liền đối môn chủ, hắn cũng là như thế, dù là hắn cửa đối diện chủ hành lễ, nhưng là tâm hắn, là không có để ý qua môn chủ ngay cả môn chủ đều không để vào mắt a à. ánh mắt lóe lên trần tiêu ngưng trọng nói hắn đến cùng nơi nào đến lực lượng hắn là từ phía trên bên trên xuống tới lưu nhược vân lúc này nói nghe nói như thế trần tiêu cũng là thân thể chấn động trời bên trên câu nói này hắn từ linh ma miệng bên trong cũng nghe từng tới linh ma cũng là từ phía trên bên trên xuống tới trời bên trên đến cùng là địa phương nào nhìn xem lưu nhược vân Trần Tiêu hỏi: Cụ thể là địa phương nào, cái này ta cũng không rõ ràng, bất quá có thể khẳng định là trời bên trên là cao thủ căn cứ phương, lại cái chỗ kia người đều được xưng là tiên nhân. Lưu Nhược Vân nói: Giang Yên Vân là tiên nhân. Trần Tiêu nói: Cái này ta cũng không rõ ràng, ta chỉ biết là hắn là từ phía trên bên trên xuống tới, về phần ta nói như vậy nguyên nhân rất đơn giản, chính là hắn hạch tâm võ học tên là tạo vật thần công, mà tạo vật thần công, căn cứ thần biến môn cổ tịch ghi chép, chính là thiên thượng tiên người võ công. Lưu Nhược Vân nói, cái gì? Tạo vật thần công. Khá lắm, trách không được cái này Giang Yên Vân kêu ngạo như vậy. Khó lường, Giang Yên Vân địa vị thật là là không tầm thường. Đúng lúc này, Trần Tiêu thể nội Linh Ma cũng là chấn kinh nói chuyện, tự hồ bị tin tức này thật to đánh sâu vào ngươi biết tạo vật thần công a à? trần tiêu cũng là lập tức ở trong lòng đặt câu hỏi cái này chờ ngươi rời đi nơi này lại nói linh ma lúc này nói câu nghe nói như thế trần tiêu cũng là đè xuống trong lòng hiếu kỳ trực tiếp đối lưu nhược vân ngưng trọng nói cái kia như thế xem ra cái này Giang yên vân thật là có rất lớn địa vị vâng cho nên ta nói ngươi vừa rồi ý nghĩ đúng phân nữa chân chính chính xác ý nghĩ là ngươi phải cố gắng tu luyện cố gắng đột phá vạn pháp, chờ ngươi đột phá vạn pháp về sau, tiếp tục cố gắng tu luyện. Lương Nhật Vân cười nhạt nói, về phần báo thù, ha ha, ý nghĩ này không thể nói muốn xóa đi, đây không có khả năng xóa đi, nhưng tối thiểu nhất, muốn ẩn tàng, chờ ngươi chừng nào thì có thể cùng trời bên trên tồn tại tiếp xúc thời điểm, lúc nào đang nói chuyện báo cừu. Lưu sư tỷ ý tứ, ta hiểu được. Trần Tiêu gật đầu, ta sẽ cố gắng tu luyện, đồng thời thực lực không bằng ta sẽ không lỗ mãn đi làm một ít chuyện. Ha ha, vậy là được. Lương Nhược Vân cười nói, đương nhiên, ngươi cũng có thể làm một ít chuyện, tỉ như trợ giúp ngươi sư tôn từ phá, từ phá cùng Giang Yên Vân cũng là không hợp nhau, ngươi đem ngươi tao ngộ sự tình nói cho từ phá, từ phá nhất định sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi hả giận. Thật sao? Cái kia không biết sư tôn ta từ phá, trong môn xếp hàng thứ mấy? Trần Tiêu trong lòng hơi động, trực tiếp hỏi cái này ta cũng không xác định hắn tốc độ tu luyện quá nhanh đồng thời sức chiến đấu cũng cực kỳ khủng bố lương nhược vân nói phàm thai cảnh thời điểm hắn liền đã đánh bại vạn pháp cảnh mã hoành về sau một đường tiến lên đại mạc hoàng triều chiến đấu bên trong nghe nói hắn càng là cho thấy vạn pháp tứ trọng nguyên thần cảnh lực lượng hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào cái này ai cũng không biết thậm chí giang yên vân chỉ sợ cũng không biết nói như vậy đến sư tôn ta cũng cùng trên trời có quan hệ. Trần Tiêu nói. Ha ha, cái này ta không rõ ràng, nhưng là tối thiểu nhất một điểm, coi như người sư tôn cùng trời bên trên không quan hệ, nhưng là người sư tôn thiên tài trình độ cùng thực lực, cũng đều là phi thường ưu tú, trừ tính cách cùng gian yên vân khác biệt bên ngoài, thừa dưới cơ hồ cùng gian yên vân giống nhau như đúc, đều là mạnh mẽ như vậy, như vậy không thể dự đoán. Lưu Nhược Vân cười nói. Nói như vậy tới vẫn là rất không tệ. Trần Tiêu cũng là gật gật đầu, chỉ ít ta bên này cũng không phải như vậy thế đơn lực bạc. Ha ha, Từ Phá có thể cho ngươi che chở, nhưng là hắn cho ngươi che chở cuối cùng có hạn, muốn chân chính thoát khỏi nguy hiểm, cuối cùng dựa vào vẫn là chỉ có chính mình. Lương Nhược Vân lần nữa cười một tiếng, cho nên ngươi cũng không nên may mắn. Ta nhớ kỹ. Trần Tiêu gật đầu. Từng lần này ngươi đã cứu ta bách hoa minh ba người đệ tử, mặc dù ta cũng cứu được ngươi, xem như hòa nhau, bất quá xem ở ngươi thiên tư trác tuyệt, đồng thời cũng là người thông minh phần bên trên, ta tại cho ngươi một vật. Lương Nhược Vân gật gật đầu, sau một khắc bàn tay vung lên, một thanh trường kiếm màu xanh liền đến trần tiêu trong tay. Đây là... Kiếm này tên là Diệt Tà Kiếm. Lương Nhược Vân nói, vốn là một kiện huyền khí, nhưng bởi vì trong đó trận pháp hủy, cho nên liền biến thành phổ thông binh khí, nhưng liền xem như phổ thông binh khí, trình độ sắc bén, trình độ cứng cáp đều là cùng huyền khí không tướng bên trên hạ, ngươi cầm phòng thân đi. Cái này tại sao có thể? Trần Tiêu lập tức nói, sư tỷ không cho ta tu vi bị phế, đối ta cũng đã là mạc đại ân huệ, bây giờ trả lại ta loại bảo bối này, cái này khiến ta không cần nhiều lời. Lương Nhược Vân cười khoát tay chặn lại, ta cho ngươi cái này. Chỉ là cùng ngươi kết một thiện duyên, mà lại thứ này thả ta chỗ này vô dụng, còn không bằng cho ngươi, làm thuận nước dông thuyền, ngươi không nên cảm thấy cầm cái này thật giống như lại thiếu ta cái gì đồng dạng, ngươi nhớ kỹ, ngươi ta, lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Cái này tốt à. Bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 68 Kiếm chi chân ý Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Trần Tiêu nhẹ gật đầu, trực tiếp nói, kiếm này ta liền cầm lấy. Ha ha, tốt, ngươi có thể đi. Lương Nhược Vân cười nói, thuận đầu này đường núi một đường hướng dưới đi là được rồi. Cáo từ. Trần Tiêu giờ phút này cũng là hai tay ông quyền, về sau đối linh vận tam nữ cũng đều là ông quyền, theo sát lấy liền phóng ra bước chân, hướng về Lương Nhược Vân chỉ núi đường đi xuống. Một đường tiến lên, rất nhanh, Trần Tiêu liền đi hạ bách hoa sơn đi tới thần biến môn trong quần sơn linh ma nói cho ta tạo vật thần công là chuyện gì xảy ra vừa đi trần tiêu vừa nói tạo vật thần công người sáng lập tên là vũ vấn thiên hắn là một cái rất cổ lão tiên nhân cổ lão đến ai cũng không biết hắn là lúc nào tại trời bên trên chỉ biết là từ phía trên trên thế giới xuất hiện bắt đầu hắn ngay tại kia đồng thời hắn tại trời trên thế giới bên trong vẫn luôn là chính đạo ngôi sao sáng được tôn sùng là chính đạo đại biểu tồn tại, bất quá hai vạn năm trước, hắn đột nhiên biến mất. Linh Ma nói, không ai biết hắn đi địa phương nào, có người cho là hắn là chết, có người cho là hắn là đang bế quan, còn có người cho là hắn đi cái nào đó không cũng biết chi địa, bất quá cái này đều không phải những người khác quan tâm, những người khác quan tâm, chỉ là vũ vấn thiên võ đạo truyền thừa, cũng chính là tạo vật thần công. Thật sao? Trần Tiêu ánh mắt co rụt lại, nhìn như vậy đến. Cái này tạo vật thần công là phi thường trân quý. Tạo vật thần công, không phải một cái trân quý liền có thể hình dung, nó là tiêu chuẩn chính đạo võ học chi tinh hoa, chỉ cần tu luyện này công, như vậy tinh thần, tâm linh ngay lập tức sẽ đạt được tịnh hóa, đồng thời đạt được thăng hoa, trực tiếp để một cái võ giả tinh thần tâm linh, cấp cao đến tạo vật chủ tình trạng. Linh ma nói, nói cách khác, tu luyện tạo vật thần công, như vậy thế gian hết thảy đều rất khó đang dao động người tu luyện tâm linh đứng tại tạo vật chủ góc độ a trần tiêu cũng là ánh mắt lóe lên trách không được cái này gian yên vân như thế coi trời bằng vung đây là đương nhiên chân chính cao đẳng võ học không phải võ học chiêu thức càng không phải là thần thông biến hóa là bồi dưỡng tinh thần tâm linh tạo nên tinh thần tâm linh linh ma nói cái gọi là yên tĩnh trí viễn chính là ý tứ này chỉ có tâm linh cùng tinh thần cao hơn người khác như vậy thành tựu mới có thể cao hơn người khác nếu vì một chút lợi ích liền mê hoặc mình tâm linh cùng tinh thần, như vậy bất kể là ai, đều không thể tại võ đạo bên trên tiếp tục tiến lên, mà chỉ một điểm này đến xem, Giang Yên Vân, trước mắt là làm phi thường tốt, hắn là bá đạo, nhưng là bá đạo không phải hắn bản tâm, hắn bản tâm, là cao cao tại thượng bá đạo, vẹn vẹn hắn một. Loại biểu hiện bên ngoài, thậm chí là một loại thấp kém biểu diễn, bởi vì chỉ có dạng này, hắn mới càng giống một người, mà không phải thiên thượng tiên người. Ta hiểu được."Trần Tiêu gật gật đầu, ánh mắt cũng là ngưng trọng lên. Trước đó Lưu Nhật Vân nói cho hắn biết Giang Yên Vân lợi hại thời điểm, là hắn biết Giang Yên Vân không đơn giản, hiện tại linh ma đều như thế đánh giá, vậy hắn rõ ràng hơn, Giang Yên Vân thật sự là phi thường khủng bố. Trước mắt ngươi, trong mắt hắn chính là hạt bụi nhỏ, coi như đến vạn pháp cảnh, ngươi cũng bất quá là từ hạt bụi nhỏ biến thành lớn một chút hạt bụi nhỏ."Linh ma nói: cho nên vừa rồi cái kia lưu nhược vân nói rất đúng coi như ngươi đột phá vạn pháp ngươi cũng đừng nghĩ đến lập tức trả thù điểm này ta đương nhiên biết rõ trần tiêu thản nhiên nói ồ nghe ngươi trong lời nói ý tứ ngươi tự hồ không có ý định từ bỏ trả thù ý nghĩ này linh ma đột nhiên nói ừm ngươi hy vọng ta từ bỏ trả thù a trần tiêu thì là lông mày nhướng lên nói ha ha ta đương nhiên là không hy vọng bị người chiếm bảo bối đoạt công pháp còn kém chút phế đi tu vi nếu là cái này sự tình đều có thể nhẫn cái kia còn tu cái gì võ đạo linh ma cười học võ người là phải có huyết tính vậy ngươi vì sao hỏi như vậy trần tiêu nói bởi vì từ ngươi biết cái này gian yên vân địa vị bắt đầu đến bây giờ ngươi không có một chút sợ hãi cùng lùi bước linh ma cười nói ngươi có chỉ là nghiêm túc cùng ngưng trọng cái này để ta không thể hiểu được bởi vì coi như đổi thành ta là ngươi đột nhiên nhiều hơn như thế một cái khủng bố đối đầu ta khẳng định hội tinh thần dao động cái này sự tình ta quen thuộc trần tiêu nhàn nhạt nói từ cha mẹ ta qua đời bắt đầu ta mỗi ngày liền sống ở tùy thời tử vong trong sự sợ hãi thậm chí ngay tại ta tu võ thời điểm ta đều đang sợ hãi sợ hãi ta tu vi sẽ bị phế bỏ mà về sau ta tu vi bị phế sạch tại về sau ta gặp ngươi sau đó ta tới mức độ này cho nên ta phi thường minh bạch một cái đạo lý đạo lý gì sợ hãi vô dụng trần tiêu nói đồng thời nước mắt phẫn nộ không cam lòng những vật này đều vô dụng hoặc là cho dù hữu dụng cũng chỉ là một phần nhỏ tinh thần tác dụng có thể làm ngươi tiến lên nguyên nhân nhưng tuyệt không thể thay thế ngươi hành động mà muốn cải biến hết thảy chỉ có hành động mới được chỉ có hành động a linh ma lẩm bẩm nói sau một khắc liền nghiêm túc nói đây là chí lý nói sung vô dụng nói nhảm vô dụng suy nghĩ nhiều vô dụng chỉ có hành động hữu dụng trần tiêu nhàn nhạt nói cho nên so với sợ hãi ta bây giờ nghĩ càng nhiều là thế nào dùng hành động cải biến mình nhỏ yếu tốt phi thường tốt linh ma nói tiểu tử hợp tác với ngươi ta quả nhiên là không có chọn sai liền ngươi bây giờ một câu nói kia ngươi liền đã chứng minh ngươi cường đại coi như không có ta ngươi nhất định có thế tại võ đạo bên trên đi ra mình con đường chớ đừng nói chi là ngươi còn có ta ở đây bên cạnh ta nhất định sẽ đem hết toàn lực giúp ngươi giúp ta chính là giúp ngươi trần tiêu cười nhạt một tiếng ngươi ta là tại một đầu thuyền bên trên ha ha nói đúng đi tiếp xuống không nói những thứ vô dụng này nói một chút thực sự ngươi cái này diệt ta kiếm ta xem trong đó trận pháp là xấu bất quá không phải là không thể được chữa trị chờ một lát ngươi trở lại tỉnh tâm cung về sau, ta có thể cho ngươi chữa trị tới, để nó một lần nữa biến thành huyền khí, tạo điều kiện cho ngươi thúc đẩy. Linh Ma lúc này cười to nói. Ồ, như thế một tin tức tốt, không có quỷ linh chi môn, ta thiếu một cái đại sát khí, bất quá có cái này, cũng coi là so không có mạnh hơn nhiều. Trần Tiêu cũng là lông mày nhướng lên, cười nói, bất quá cái này còn là muốn chờ ta trước nhận đệ tử tin anh lệnh bài đang nói. Ừm, đây là tự nhiên, trở thành tinh anh, ngươi hết thảy đãi ngộ đều sẽ khác biệt. Linh Ma cũng là nói, mà tinh anh tài nguyên một khi đến trong tay ngươi, ta liền lại có thể tìm một chút để ngươi mạnh lên phương pháp. Ừm. Trần Tiêu cũng là gật đầu, hắn phi thường rõ ràng, hoàn cảnh cùng tài nguyên là có thể cải biến người, hoàn cảnh tài nguyên tốt, chính là thiên tư chênh lệch, cảnh giới đều có thể không thấp, hoàn cảnh tài nguyên không tốt, kia cho dù tốt tư chất, cũng là rất khó tiến thêm, đây chính là võ đạo thế giới hiện thực, là lấy trần tiêu đối đệ tử tin anh thân phận cũng là phi thường để ý. Một đường tiến lên, rất nhanh, trần tiêu thân ảnh lại lần nữa đi tới quần anh điện bên trong, vừa đến quần anh điện bên trong, vô số người ánh mắt liền đều nhìn về trần tiêu. Một nháy mắt, trần tiêu lông mày cũng là vẫy một cái, hắn có thể tại những người này trong ánh mắt cảm nhận được các loại cảm xúc, đồng thời những tâm tình này, đại bộ phận đều là chế giễu cùng chăm chọc. Hắc hắc, Đắc tội hạch tâm thứ nhất Giang sư huynh, sợ là hắn ngày tháng sau đó không tốt đẹp được. Cái này cũng trách hắn mình, cùng Giang sư huynh nói chuyện đều như vậy không biết lớn nhỏ, mặc dù về sau bị Bách Hoa Minh lưu sư tỷ cứu, nhưng người nào biết hắn còn có thể sống bao lâu thời gian. Chúng ta cũng không thể tiếp xúc với hắn, miễn cho bị cho rằng cùng hắn một đám bị liên lụy. Tiếng nghị luận vào lúc này bắt đầu truyền ra, Trần Tiêu Tai thính mắt tinh, tự nhiên nghe được rõ ràng, chỉ là những lời này căn bản cũng không có để trần tiêu có nửa điểm để ý người khác miệng lưỡi thủy chung là sinh trưởng ở người khác thân bên trên hắn không cải biến được đã như vậy kia làm gì để ý hắn chỉ cần làm tốt chính mình là được rồi bước chân không ngừng rất nhanh trần tiêu liền đi qua trong điện rất nhiều người trẻ tuổi bên cạnh đi thẳng đến quần anh điện trung ương mấy cái trưởng lão bên cạnh nhìn về phía cầm đầu một người trung niên đệ tử trần tiêu đến đây nhận lấy đệ tử tin anh lệnh bài hai tay ông quyền trần tiêu thi lễ một cái về sau nói thẳng nghe nói như thế điện này trung ương mấy cái trưởng lão cũng đều là ánh mắt lóe lên nhìn xem trần tiêu trong ánh mắt mang tới một vòng vẽ phức tạp cầm đầu trung niên nhân cũng là trong ánh mắt xẹt qua một chút cảm xúc có thưởng thức cũng có thể tiếc cuối cùng những tâm tình này hết thảy biến mất biến thành bình tĩnh Ừm, ngươi thông qua lần khảo hạch này cho nên ngươi là có tư cách trở thành đệ tử tinh anh lệnh bài này ngươi cầm đi Lời nói nói, trung niên nhân này liền ném cho Trần Tiêu một cái lệnh bài màu trắng, Trần Tiêu cũng là bắt được. Trở thành tinh anh, ngươi nơi ở phương không thay đổi, bất quá ngươi thu hoạch được tài nguyên lại khác, cầm cái lệnh bài này đến ngươi nơi ở phương, ngươi là có thể để ngươi chỗ cư trú linh khí hội tụ, tương đương với một cái cỡ nhỏ tụ linh trận. Cái này cầm đầu trung niên nhân nói, về phần đệ tử tinh anh cái khác quyền hạn, cũng đều tại lệnh bài này bên trong. Ngươi có thể tự mình thông qua linh hồn chi lực thẩm thấu giải. Đệ tử minh bạch. Trần Tiêu gật đầu, sau một khắc lại lần nữa ôm quyền, đệ tử cáo lui. Lời nói nói xong, Trần Tiêu chính là quay người, trực tiếp dự định rời đi. Dù sao hiện tại nên nắm bắt tới tay đều đã lấy được, về sau chính là hắn lợi dụng tài nguyên tu luyện tiến bộ thời điểm, vậy hắn tự nhiên sẽ không ở dừng lại thêm. Ngươi biết kiếm tại sao phải có vỏ kiếm A? Đột nhiên ngay tại trần tiêu quay người dự định chạy đợi cái này cầm đầu trung niên nhân cũng là nói cái này khiến trần tiêu sững sờ đồng thời cũng làm cho trong điện đệ tử sững sờ bọn hắn không biết quần anh trưởng lão đột nhiên nói một câu nói như vậy là có ý gì trưởng lão là đang hỏi ta a à? trần tiêu quay đầu nói phải trung niên nhân gật đầu bởi vì kiếm chân ý tại dấu trần tiêu ánh mắt lóe lên nhàn nhạt nói chỉ có dấu ở trong vỏ kiếm kiếm mới là sắc bén nhất ra khỏi vỏ kiếm tại sắc bén lại cũng không có dấu lực uy hiếp phi thường tốt trung niên nhân ánh mắt lóe lên cười gật gật đầu kiếm chân ý là như thế người chân ý cũng là như thế chân chính cường đại không ở chỗ phong mang tất lộ mà ở chỗ nội liễm phương hoa đa tạ trưởng lão chỉ điểm đệ tử nhớ kỹ trần tiêu cũng là nghiêm túc gật đầu đệ tử về sau sẽ như thế ừm, đi thôi. Trung niên nhân khoát tay áo, Trần Tiêu cũng là không có tại dừng lại, thân thể nhất chuyển, trực tiếp rời đi. Nhìn xem Trần Tiêu đi ra quần anh điện, giờ phút này trung niên nhân này bên cạnh hai cái lão giả cũng đều là ánh mắt lóe lên, trực tiếp nói, sư huynh, vì sao muốn cùng hắn nói những này? Ta cảm thấy hắn không tệ. Trung niên nhân cười nhạt một tiếng, cho nên liền đề điểm một câu. Nhưng dạng này, hội sẽ không khiến cho Giang Yên Vân. Giang Yên Vân nếu như để ý chút chuyện nhỏ này, kia Giang Yên Vân cũng không phải Giang Yên Vân. Trung niên nhân cười đánh gãy một cái lão giả lời nói, nhìn xem Trần Tiêu rời đi bóng lưng nói, ta là thật muốn nhìn xem, tiểu tử này có thể đến mức nào. Đắc tội Giang Yên Vân, hắn có thể sống bao lâu đều là ẩn số. Nghe nói như thế, hai cái này lão giả đều là lắc đầu, về sau liền không tại nhiều nói. Cùng một thời gian, đã trải qua đi ra quần anh điện Trần Tiêu cũng là lông mày chớp chớp. Ha ha, xem ra, trước ngươi biểu hiện vẫn là có một phần người rất thưởng thức. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 69 Sinh tử chiến Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Linh Ma cười nói, ngươi có lẽ có thể lợi dụng một chút bọn hắn. Ta không có kia tâm tư làm những này mánh khóe, mà lại bọn hắn cũng không ngốc, sẽ bị ta lợi dụng. Trần Tiêu lay động đầu, nhàn nhạt nói, ta hiện tại muốn làm, vẫn là mau chóng lợi dụng ta được đến tài nguyên, mau chóng để cho mình mạnh lên. Hắc hắc, đây là lời nói thật. Linh ma cũng là cười, được rồi, đã ngươi nói như vậy, kia cái khác liền đừng nhắc lại, nắm chặt thời gian trở về đi, sau khi trở về, ta cho ngươi chữa trị một chút ngươi diệt ta kiếm. Ừm. Trần Tiêu gật đầu, sau một khắc bước chân phóng ra chỉ là ngay tại bước chân hắn vừa mới phóng ra không có hai bước thời điểm trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện mấy người trẻ tuổi cái này mấy người trẻ tuổi cầm đầu một cái trần tiêu vô cùng quen thuộc chính là trần hư giờ này khắc này trần hư mấy người cũng đều là mặc vào đệ tử tinh anh màu trắng phục sức từng cái mang theo cười lạnh nhìn xem trần tiêu ồ các ngươi thế mà cũng hỗn lên đệ tử tinh anh thân phận a à. Trong thấy trần hư mấy người trần tiêu cũng là lông mày nhướng lên Vận khí rất tốt. Hắc hắc, ngươi vận khí càng tốt hơn, nếu không phải như vậy, ngươi bây giờ đã là người phế nhân. Trần Hư lúc này cười lạnh nói, chỉ một điểm này đến xem, vận khí thuyết pháp này xác thực không đúng. Trần Tiêu cũng là gật gật đầu, được, thực lực các ngươi không sai, bất quá cái này cùng ta cũng là không có có quan hệ gì. Nói một câu về sau, Trần Tiêu bước chân chính là khẽ động, dự định rời đi nơi này. Chậm rãi đột nhiên một thanh âm vang lên theo sát lấy một thanh niên liền ngăn tại trần tiêu trước mặt ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía trần tiêu ngươi gấp gáp như vậy đi làm gì ta thế nhưng là muốn cùng ngươi luận bàn một chút thật sao trần tiêu ánh mắt lóe lên về sau nhìn về phía trần hư đây là ngươi chó lớn mật trần hư lúc này biến sắc trực tiếp uống nói vị này là giang yên vân sư tôn ký danh đệ tử một trong hứa quan hứa sư huynh ngươi lại dám đối hứa sư huynh bất kính. Thật sự là không biết trời cao đất trọng. À, thì ra là thế. Trần Tiêu gật đầu, ta nói ngươi trước đó nhìn thấy ta làm sao như vậy cuồng, mà lại hiện tại thế mà có thể mang theo bên cạnh ngươi mấy cái kia phế vật tại khảo hạch bên trong sống sót, nguyên lai like ngươi là Giang Yên Vân ký danh đệ tử, minh bạch. Hừ, lúc trước ta liền nói, ta cơ duyên, há lại ngươi có thể hiểu rõ. Trần Hư Hừ lạnh nói, mà bây giờ ngươi hiểu rõ, lại muộn. Đắc tội sư tôn ta, ngươi về sau đừng nghĩ sống yên ổn. Thật sao? Chỉ bằng mấy tên phế vật các ngươi. Trần Tiêu lộ ra cười lạnh, về sau ánh mắt nhìn về phía hứa quan, trực tiếp nói, ngươi gọi hứa quan đúng không, luận bàn, cái này không khỏi quá nhỏ hẹp hòi một chút, không bằng ngươi ta trực tiếp tới một cuộc chiến sinh tử như thế nào. Lời này mới ra, hứa quan cũng là biến sắc, đồng thời bốn phía qua đường đệ tử khác cũng đều là bị Trần Tiêu lời nói gây kinh hãi, ai cũng không nghĩ tới Trần Tiêu cái này đắc tội Hạch Tâm thứ nhất Giang Yên Vân đệ tử, tại vừa trở thành đệ tử Tinh Anh thời điểm liền muốn cùng Giang Yên Vân ký danh đệ tử tiến hành sinh tử chiến. Làm sao? Không dám. Nhìn thấy cái này Hứa Quan sắc mặt Trần Tiêu cũng là cười lạnh nói, người không phải Giang Yên Vân ký danh đệ tử a, à, Giang Yên Vân là Hạch Tâm thứ nhất chẳng lẽ hắn ký danh đệ tử, như thế không chịu nổi. Đáng ghét. Tốt. Ngươi nói sinh tử chiến, vậy liền sinh tử chiến. Nghe được Trần Tiêu lời nói, hứa quan cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, hôm nay, ta liền muốn thế sư tôn, giết ngươi cái này tu luyện ma công thần biến môn bại hoại. Lời nói nói, hứa quan bàn tay chính là một trận, một thanh trường kiếm đến trong tay hắn, về sau tại trong bàn tay hắn sẽ qua, tiên huyết lập tức tuôn ra, về sau tiến vào hắn đệ tử tinh anh lệnh bài bên trong. Tinh anh huyết lệnh. Đây là thật muốn tiến hành sinh tử chiến. Ta thiên. Cái này trần tiêu thật sự là có gan. Nhìn thấy một màn này, bốn phía đệ tử cũng đều là nghị luận lên, bọn họ cũng đều biết hứa quan hoạt động là có ý gì, dùng mình huyết nhiễm lệnh bài, chính là cho thấy mình ý chí, đây là đệ tử tinh anh sinh tử chiến quy cũ, về phần huyết sát đài, kia là chỉ có hạch tâm đệ tử mới đủ tư cách đi địa phương tin anh còn không có lớn như vậy mặt mũi được trần tiêu nhìn thấy một màn này cũng là trực tiếp điểm đầu sau một khắc bên hông diệt tà kiếm liền trực tiếp ra khỏi vỏ cũng là trong tay quẹt cho một phát lỗ hổng tươi máu chảy ra về sau liền bao trùm đến trần tiêu trong tay Tinh anh lệnh bài bên trên đúng rồi còn có ai muốn cùng ta tiến hành sinh tử chiến trần hư người tới hay không làm xong những này, Trần Tiêu cũng là cười lạnh nhìn về phía Trần Hư bọn người hỏi một câu, cái này khiến bốn phía người càng giật mình, ai cũng không nghĩ tới Trần Tiêu điên cuồng như vậy, một phát động sinh tử chiến, muốn mấy cái mấy cái khiêu chiến. Trần Hư nhìn thấy Trần Tiêu khiêu chiến cũng là ánh mắt lạnh lùng, trực tiếp nói, cùng ta sinh tử chiến. Người trước qua hứa sư huynh cửa này đang nói đi. Thật sao? Tốt. Trần Tiêu cũng là cười lạnh, về sau nhìn về phía Hứa Quan sinh tử chiến quy của hai chúng ta đã trải qua làm xong một bên, về sau chính là ước định thời gian, bất quá ta nghĩ cái này không cần thiết, ta thời gian đang gấp, cho nên định tại hiện tại như thế nào. Địa điểm, cũng ở nơi đây. Tốt. Nghe được Trần Tiêu lời nói, cái này hứa quan cũng là trực tiếp điểm đầu, quát lạnh nói, chúng ta ngay ở chỗ này, một trận sinh tử. Từng, ngươi ra tay đi. Trần Tiêu gật đầu. Dết cơ hồ ngay tại Trần Tiêu lời nói nói xong một khắc, cái này Hứa Quan cũng là bạo hống một tiếng, thân thể lóe lên một cái, liền đến Trần Tiêu trước mặt, đồng thời trong tay Trường Kiếm mang theo một đạo giải lụa màu trắng, trực tiếp chém về phía Trần Tiêu cái cổ. thật là nhanh chóng độ, người này thanh vân thân pháp thật sự là luyện đến cực hạn. tiếng nghị luận vào lúc này truyền ra, vô số người đều bị Hứa Quan cái này một chút hoạt động sợ ngay người bọn hắn đều có thể nhìn ra hứa quan cái này một chút hoạt động khủng bố, liền cái này một chút, phàm thai thập trọng bên trong có thể ngăn cản người liền là phi thường ít. Hừ, chết đi cho ta. Đúng lúc này, Trần Tiêu lại là hừ lạnh một tiếng, trong tay diệt tà ta kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, tại ra khỏi vỏ một nháy mắt liền sẽ qua một đạo ánh sáng màu trắng, về sau nháy mắt trở lại Trần Tiêu trong tay trong vỏ kiếm. Thấy cảnh này, tất cả mọi người là sửng sốt, đồng thời cái này phóng tới Trần Tiêu hứa quan thân thể cũng là một chút dừng lại, ánh mắt nhìn xem Trần Tiêu, tràn đầy khó có thể tin cùng không thể lý giải. Vì vì cái gì nhanh như vậy? Mang theo rung rẩy lời nói từ dừng lại hứa quan miệng bên trong phun ra, giờ phút này hứa quan thân thể tự hồ triệt để cứng đờ. Không phải ta nhanh, mà là ngươi chậm. Trần Tiêu cười lạnh nói, ngươi mặc dù cũng là hồn hiện cảnh đỉnh phong, nhưng là ngươi xúc tích lực lượng cùng ta xúc tích lực lượng so sánh, căn bản cũng không tại một cái cấp độ bên trên. Ngươi lại vì sao có thể tích xúc nhiều như vậy lực lượng? Nhìn xem Trần Tiêu, cái này Hứa Quang nghiêm túc hỏi. Tự nhiên là dựa vào ta bản sự cùng Thiên Tư. Trần Tiêu cười lạnh nói, thật giống như ngươi sư tôn Giang Yên vân đối phó ta cũng như thế. Ngươi cho rằng ta nếu là một điểm bản sự đều không có, Giang Yên vân sẽ như vậy đối phó ta a? À? Lời này mới ra, Hứa Quang cũng là rốt cuộc nói không ra lời ánh mắt bên trong sẽ qua một đạo hối hận chi sắc. Xác thực, Trần Tiêu câu nói này để hắn tỉnh ngộ lại, Giang Yên Vân đều muốn tự mình phế đi Trần Tiêu ma công, chỉ một điểm này, liền đã đại biểu Giang Yên Vân đối Trần Tiêu coi trọng, hắn chỉ là một cái Giang Yên Vân ký danh đệ tử lúc này lại tới khiêu chiến Trần Tiêu, đây không phải xuẩn A. À. Trần Sư đệ thay ta nhặt xác. Xoay đầu lại, hứa quan đối Trần Hư nói một câu, về sau rầm rầm thanh âm vang lên, mắt Trần có thể thấy, hứa quan cả người thân thể đều tại thời khắc này triệt để biến thành hai đoạn nội tạng cùng huyết nhục một mạch rơi ra trực tiếp chảy đầy đất nhìn vô cùng tàn khốc bốn phía người thấy cảnh này cũng đều là sợ ngay người trần hư đám người sắc mặt cũng là một chút liền trở nên tái nhật vô cùng bọn hắn lúc đầu coi là trần tiêu bị bọn hắn sư tôn chèn ép chính là ủ rũ nản lòng thoái chí thời điểm lúc này nhục nhã trần tiêu nhất định có thể thu đến kỳ hiệu chỗ nào nghĩ đến kết quả là dạng này Trần Tiêu không riêng không có bị bọn hắn nhục nhã, còn trực tiếp dùng sinh tử chiến khiêu khích bọn hắn, cuối cùng càng là dùng thực lực, trái lại làm nhục bọn hắn. Cái này khiến bọn hắn cũng là triệt để không lợi có thể nói. Tiếp xuống, còn có ai? Đúng lúc này, Trần Tiêu ánh mắt nhìn về phía Trần Hư, cười lạnh nói, "Trần Hư, ngươi không phải nói chờ ta qua hứa quan cửa này a, à, hiện tại hứa quan cửa này ta đã qua, ngươi đây. Ngươi tới hay không?" Nghe nói như thế, Trần Hư thân thể cũng là lắc một cái, chỉ là sau một khắc hắn liền quát lạnh nói, "Trần Tiêu, ngươi đừng muốn phách lối." Hứa Quan sư huynh chết rồi, nhưng là Hứa Quan sư huynh huynh trưởng Hứa Thiên, là bản môn đệ tử tinh anh xếp hạng trước 10 ngày mới. Hắn nhất định sẽ vì Hứa Quan báo thù. Thật sao? Vậy liền để hắn đến chính là. Trần Tiêu cười lạnh nói, "Bất quá, hiện tại ta không quan tâm hắn, ta quan tâm là ngươi." Trần Hư hiện tại ta hướng ngươi phát ra sinh tử chiến khiêu chiến, ngươi liền nói cho ta, ngươi có dám hay không tiếp. Lời này mới ra, bốn phía người cũng đều là nhìn về phía Trần Hư, Trần Hư sắc mặt cũng là vô cùng khó coi, lại một câu đều nói không nên lời. Hắn đương nhiên không dám nhận, hứa quan thực lực là hồn hiện cảnh đỉnh phong, hắn cảnh giới mới vẹn vẹn tung hoành cảnh đỉnh phong, trong thời gian này chênh lệch một cái đại cảnh giới, hứa quan tại Trần Tiêu trước mặt đều là nháy mắt bị giết, kia huống chi hắn trả lời ta dám vẫn là không dám trần tiêu nhìn xem trần hư cười lạnh nói thân là hạch tâm thứ nhất giang yên vân đệ tử ngươi không có khả năng ngay cả dám cùng không dám cái này sự tình đều nói không ra miệng đi tốt trần tiêu tính ngươi lợi hại nghe được trần tiêu lời nói trần hư cũng là quát lạnh nói ngươi khiêu chiến ta ta không dám nhận thụ ngươi hài lòng ha ha ta cũng không hài lòng trần tiêu cười nói ngươi không dám nhận thụ ta khiêu chiến vậy ngươi liền phải kêu ta sư huynh mà không phải gọi tên ta đồng thời cũng phải khách khí đối ta hành lễ trần tiêu ngươi ba ngay tại trần hư thoại ngữ còn chưa nói xong thời điểm trần tiêu bàn tay liền trực tiếp quạt ra ngoài tại chỗ liền đánh trúng trần hư gương mặt trần hư thân thể lúc này trực tiếp ngã xuống mặt đất bên trên đầu đều trực tiếp tại mặt đất bên trên ném ra một cái hố to đồng thời nửa bên mặt trái gò má cũng bắt đầu trực tiếp xé rách. Ta nói, muốn kêu ta sư huynh, minh bạch chưa? Đúng lúc này, Trần Tiêu lời nói mới bắt đầu vang lên, bốn phía đệ tử thấy cảnh này, đều là há to miệng, ánh mắt bên trong tràn đầy khó có thể tin. Trần Tiêu, ngươi lớn mật. Ban ngày ban mặt, ngươi lại dám làm nhục như vậy đồng môn. Nhìn thấy một màn này, Trần Hư bên người mấy người đệ tử cũng đều là hống lớn, Trần Tiêu lại là cười lạnh nói, ta hướng các ngươi phát ra sinh tử khiêu chiến các ngươi không tiếp vậy các ngươi chính là không bằng ta không bằng ta còn không gọi ta sư huynh bất kính với ta vậy ta cho các ngươi một chút giáo huấn thế nào ai nói đây là nhục nhã đồng môn đây là tại giáo dục các ngươi lời này mới ra đám đệ tử này sắc mặt đều là khó nhìn lên lại là rốt cuộc nói không nên lời sự thật chính là như vậy trong môn hết thảy lấy thực lực vi tôn trần tiêu thực lực mạnh vậy bọn hắn nên gọi sư huynh hiện tại trần hư không có để cho trần tiêu trực tiếp xuất thủ giáo huấn cái này thoạt nhìn là nhục nhã đồng môn chỉ là thực tế bên trên đây càng giống như là tại tự rước lấy nhục coi như đem chuyện này nói cho chấp pháp cung chấp pháp cung trưởng lão cũng sẽ không xử lý chớ đừng nói chi là chuyện này chủ gốc vẫn là trần tiêu ngay cả giang yên vân cũng dám chống đối người sẽ quan tâm những chuyện nhỏ nhặt này bạn thích bộ truyện này yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 70 Thông Linh Ma Thể Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Hừ, một đám phế vật. Nhìn thấy đám người này không dám nói thêm nữa, Trần Tiêu cũng là hừ lạnh một tiếng, về sau không làm tốt sinh tử chiến chuẩn bị, cũng đừng có lại đến phiền ta. Lời nói nói xong, Trần Tiêu bước chân liền trực tiếp phóng ra, lưu lại ngốc trệ đám người. Hắc hắc, đây thật là thở một hơi. Linh Ma lúc này cũng nói, bất quá, khí là ra, nhưng là ngươi lại hiển lộ ra phong mang, trước đó đám kia anh trưởng lão, trong lời nói thế nhưng là đang khuyên ngươi điều thấp. Từ nhập môn bắt đầu, ta nghĩ chính là điều thấp, nhưng kinh lịch những chuyện này, lại không cách nào lại để cho ta điều thấp, thật giống như trần hư mấy người này khiêu khích đồng dạng, nếu như ta nhịn lần này, lần sau sẽ như thế nào? Trần Tiêu lắc đầu, lần sau, Bọn hắn nhất định sẽ tại đến khiêu khích ta, sau đó những người khác cũng sẽ đối phó ta, bởi vì thế giới chính là như vậy, đều là lớn yếu sợ mạnh, vậy ta tự nhiên không thể tại nhẫn, nên biểu đạt thái độ thời điểm, ta nhất định phải biểu đạt. Ừm, ngươi kiểu nói này cũng là. Nghe được Trần Tiêu lời nói, linh ma cũng là ứng thanh, bất quá trở lại ngươi chỗ ở về sau, trong thời gian ngắn cũng đừng có tại ra, hảo hảo tu luyện là thật. Đây là tự nhiên ta hiện tại danh tiếng như thế lớn, mọi cử động bị người quan sát, tự nhiên có thế không đi ra chính là không đi ra. Trần Tiêu cũng là gật đầu, về sau liền không nói thêm lời, bước chân nhanh chóng phóng ra, rất nhanh liền trở về mình tỉnh tâm cung bên trong. Vừa đến tỉnh tâm cung bên trong, lập tức ông một đạo chấn động âm thanh cũng từ tỉnh tâm cung bên trong truyền ra, theo sát lấy chính là một cổ nồng đậm vô cùng linh khí hiện lên, trực tiếp vần quanh Trần Tiêu thân thể linh khí so trước đó mạnh rồng đã gấp 5 lần. Nhìn thấy cái này vần quanh ở bên cạnh hắn linh khí, giờ phút này Trần Tiêu cũng là ánh mắt lóe lên, đệ tử tin anh tài nguyên, quả nhiên không giống bình thường. Ừm, thần biến môn tại đối đại đệ tử tài nguyên chuyện này bên trên vẫn là rất khẳng khái. Linh ma lúc này cũng là nói nói, trong tay ngươi lệnh bài màu trắng, thực tế bên trên chính là mở ra trận pháp chìa khóa, có cái này, ngươi tại thần biến môn bất kỳ địa phương nào, cũng là có thể hưởng thụ được linh khí nồng nặc gia trì, chớ đừng nói chi là ngươi tỉnh tâm cung, nơi này là ngươi chỗ tu luyện, đồng thời nơi này vốn là có cường đại linh khí trận pháp, ngươi cầm tinh anh lệnh bài đến nơi này, tự nhiên là sẽ hưởng thụ đến tinh anh đãi ngộ. Có được cổ này linh khí, ta tốc độ tu luyện hẳn là nhanh hơn. Trần Tiêu cũng là gật đầu, tiếp xuống ta liền vận chuyển thôn linh ma công tu luyện đi. Không, thôn linh ma công hiện tại đã trải qua không thích hợp ngươi linh ma lúc này lại là nói ngươi bây giờ muốn tu luyện lợi hại hơn võ học mà thích hợp nhất ngươi chính là thôn linh ma thể thôn linh ma thể trần tiêu ánh mắt lóe lên cái này cùng thôn linh ma công là nguyên bộ vâng thôn linh ma công là cơ bản phương pháp tu luyện cũng là hạch tâm mà thôn linh ma thủ là tiến công võ học thủ đoạn thôn linh ma thể thì là tăng cường thân thể võ đạo công pháp linh ma nói phương pháp tu luyện nhục thân chi pháp võ học chi pháp cái này ba loại hợp nhất chính là chân chính thôn linh ma công xem ra ta là thật biến thành ma đạo người nghe nói như thế trần tiêu cũng là cười cười nói ha ha nơi nào có cái gì chính ma chỗ nào lại có cái gì thiện ác bất luận cái gì thiện ác đúng sai đều là xây dựng ở khác biệt góc độ bên trên quan sát đạt được kết quả cho nên không có tuyệt đối thiện ác chỉ có lực lượng tuyệt đối Linh Ma cười nói, đạo lý này, ta nghĩ ngươi là vô cùng rõ ràng. Ừm, đây là lời nói thật, chính đạo Ma nói, đơn giản chỉ là truy tìm lực lượng phương pháp khác biệt. Trần Tiêu nhàn nhạt nói, ta có thể làm, vẹn vẹn cố gắng tu luyện, sau đó, không thẹn bản tâm là được rồi. Ha ha, liền xong ngươi nói câu nói này, ngươi liền sẽ không mê thất bản tâm, chỉ có ý chí không kiên định người, mới có thể mê mang. Linh Ma cũng là cười nói, đi, tiếp xuống ngươi chuẩn bị kỹ càng đi, ta muốn đem thôn linh ma thể truyền cho ngươi. Ông! Lời nói nói xong, một đạo huyết sắc quan hoa cũng từ trần tiêu trước ngực trong ngọc bội bay ra, đang bay ra nháy mắt, liền trực tiếp tiến vào trần tiêu trong cơ thể. Vừa tiếp xúc với ánh sáng màu đỏ ngầm này, giờ phút này trần tiêu cũng là ánh mắt lóe lên, hắn trong đầu thấy được vô số văn tự, chờ hắn hoàn toàn xem hết thời điểm, trần tiêu ánh mắt một chút liền ngưng trọng lên. Thôn linh ma thể Thế mà khó như vậy lấy tu luyện A. À. Cần nghịch chuyển huyết nhục tinh nguyên, thậm chí cần nghịch chuyển gân cốt kinh mạch, ngay cả ngũ quan cảm ứng, đều muốn triệt để nghịch chuyển. Đây là đương nhiên, chỉ có có thế tự do nghịch chuyển huyết nhục tinh nguyên, giác quan kinh mạch mới có thể triệt để trưởng khống mình nhục thân, mà chỉ có triệt để trưởng khống nhục thân mới có thể chân chính để nhục thân thích ứng càng lớn trình độ năng lượng xung kích, tự nhiên tốc độ tu luyện cùng đối chiến năng lực đều sẽ tăng lên rất nhiều. Linh Ma nói, đương nhiên, lúc đầu cái này thôn Linh Ma thể, cùng thôn Linh Ma thủ đồng dạng, ta là muốn chờ ngươi đến vạn pháp cảnh tại giao cho ngươi, lấy ngươi vạn pháp cảnh lực lượng hội tụ linh khí, tu luyện hẳn là sẽ dễ dàng một chút, nhưng bây giờ, ngươi cục diện rất không ổn, ngươi cần mau chóng tăng thực lực lên, như vậy ta cũng phải sớm dạy cho ngươi, minh bạch. Trần Tiêu gật đầu, sớm dạy cho ta, cũng là chuyện tốt, để ta có thể sớm trở nên càng mạnh, bất quá ta hiện tại có chút bận tâm là, ta lúc thời điểm tu luyện có thể hay không có nguy hiểm gì. Không có cái gì phong hiểm, lấy ngươi bây giờ đệ tử tin anh thân phận, ngươi thu hoạch được hiện hữu nồng độ linh khí, đầy đủ ngươi tu luyện, mà lại ngươi có thôn linh ma công cùng thôn linh ma thủ làm cơ sở, coi như một lần tu luyện bất thành công, cũng có thể tiếp tục nếm thử, nói cứng phong hiểm lời nói, đó chính là quá trình sẽ có rất nhiều thống khổ. Linh ma nói, nhưng là ta nghĩ, cái này đối với ngươi mà nói cũng không phải quá khó, bởi vì lúc trước ngươi đột phá hồn hiện cảnh thời điểm kinh lịch hồn hỏa thiêu đốt thống khổ là so cái này mạnh mấy lần cho nên ngươi sẽ không có chuyện gì dạng này a à, vậy liền không thành vấn đề ta bây giờ liền bắt đầu tu luyện trần tiêu nói câu về sau liền ngồi xếp bằng xuống ừm tại ngươi lúc thời điểm tu luyện ta hội chữa trị ngươi diệt ta kiếm trúng kiếm trận linh ma cũng là lên tiếng về sau ông ông chấn động âm thanh từ trần tiêu trong ngọc bội xuất hiện một cổ huyết sắc quan hoa hiện ra đến, đang hiện lên ra nháy mắt liền trực tiếp đem trần tiêu bên hông diệt tà kiếm lấy đi. Thấy cảnh ấy, trần tiêu cũng là không có tài hỏi nhiều, hắn chỉ là hai mắt bế bên trên, bắt đầu toàn tâm toàn ý dựa theo thôn linh ma thể cho hắn phương pháp vận chuyển linh hồn chi lực. Oanh! Cơ hồ ngay tại trần tiêu vận chuyển linh hồn chi lực một cái chớp mắt, trần tiêu thể nội cũng là nháy mắt liền xuất hiện tiếng nổ vang lên, một nháy mắt. Trần Tiêu khí tức cũng từ hồn hiện thập trọng đỉnh phong, nháy mắt rơi xuống đến đáy cốc, phản phất giống như sắp gặp tử vong. Đồng thời Trần Tiêu sắc mặt, cũng là một nháy mắt liền trở nên tái nhợt, hô hấp đều trở nên đứt quãng. Đổi thành bất luận kẻ nào thấy cảnh này, đều sẽ cho rằng Trần Tiêu là tẩu hỏa nhập ma, hoặc là sắp chết rồi, chỉ là Trần Tiêu bản nhân, nhưng không có loại này bối rối cảm giác. Liền ngay cả Linh Ma cũng là không có bất kỳ cái gì nhiều lời, nó chỉ là đang loay hoay lấy trần tiêu diệt tà kiếm căn bản không quản trần tiêu trạng thái thì ra là thế đây chính là thôn linh ma cung nghịch chuyển khí huyết a à, quả nhiên là rất khủng bố nếu không phải ta tu luyện thôn linh ma công vượt qua thôn linh ma công thiếu hụt lại thêm lên đối thôn linh ma thủ cũng có hiểu rõ vậy liền cái này ban đầu một chút nghịch chuyển khí huyết ta chỉ sợ cũng muốn thân thể bạo chết sinh tử đều trực tiếp nghịch chuyển tới đồng dạng Giờ phút này khí tức suy yếu Trần Tiêu cũng là trong lòng tự nói, hắn là có thể cảm giác được mình trạng thái, hiện tại hắn hết thảy đều bị điên đảo, đồng thời loại này điên đảo cảm giác, như là mình mỗi một tấc máu thịt đều bị bóp méo đau tới cực điểm, cũng may là loại thống khổ này, hắn có thể tiếp nhận. So với lúc trước hồn hỏa thiêu đốt mình nhục thân, thống khổ này thật là nhẹ nhõm nhiều. Mà lại, cực đoan nghịch chuyển điên đảo về sau, ta ngược lại là thấy được ta nhục thân bên trong một chút ẩn tàng thương thế trong lòng hơi động giờ phút này trần tiêu cũng cảm giác được trong cơ thể mình một chút thương thế những thương thế này đồng dạng đều phân bố tại gân cốt kết nối chỗ đồng thời thương thế cực kỳ bí ẩn không có gì đau đớn lại thật sự là thương thế loại thương thế này là thay đổi một cách vô tri vô giác một lát không tính là gì một khi tích lũy tháng ngày bạo phát đi ra đó chính là bị thương nặng đồng thời cái này sự tình rất nhiều võ giả đều là tránh không được mặc kệ là luyện tập võ học vẫn là xuất thủ đối địch thân thể thụ thương đều là nhất định cũng hoàn toàn không chiếm được hoàng mỹ khôi phục chỉ là hiện tại trần tiêu lại lợi dụng thôn linh ma thể khí huyết nghịch chuyển phát hiện mình thương thế đồng thời dẫn đạo linh khí tiến hành chữa trị cái này tự nhiên để trần tiêu cảm nhận được cái này thôn linh ma công cường đại hô hấp kéo dài tiếng hít thở từ trần tiêu trong miệng mũi xuất hiện theo cổ này tiếng thở dốc xuất hiện, trần tiêu kiên nguyên bản nhỏ yếu khí tức, cũng bắt đầu dần dần dâng lên, rất nhanh, liền khôi phục đến phạm thai cửu trọng tung hoành hoàn cảnh bước. Chỉ là đến trình độ này thời điểm, trần tiêu khí tức cũng đã là cực hạn, rốt cuộc bốc lên không đi lên, cái này khiến trần tiêu cũng là cao mày, nhưng không có tại kiên trì, thân thể chấn động, ông ông chấn động âm thanh truyền ra, về sau trần tiêu khí tức lần nữa bắt đầu biến vô cùng nhỏ yếu, đương nhiên, lần này vô cùng nhỏ yếu về sau, trần tiêu khí tức liền nháy mắt cường đại đi thẳng đến hồn hiện cảnh đỉnh phong thậm chí so trước đó còn mạnh hơn nhiều ha ha xem ra ngươi đã trải qua đối thôn linh ma thể có cơ bản hiểu rõ đúng lúc này linh ma thanh âm cũng bắt đầu vang lên nói cho ta cảm giác như thế nào phi thường tốt trần tiêu giờ phút này cũng là cười một tiếng thôn linh ma thể cái này thật là nhất đẳng võ học liền vừa rồi kia một chút nghịch chuyển khí huyết mang theo cho ta thương thế chữa trị giá trị liền không dưới ta ăn mấy chục viên thuốc ha ha ngươi đây vẫn chỉ là sơ bộ nắm giữ mà thôi thôn linh ma thể luyện tập tới cực điểm là có thể trong chớp mắt liền làm được khí huyết năng lượng nghịch chuyển vận hành cùng lúc ở giữa không có bất kỳ khí tức gì biến động linh ma cười nói thay lời khác đến nói chờ ngươi chừng nào thì đem thôn linh ma thể luyện tập đến trình độ này thời điểm ngươi mới xem như chân chính nắm giữ thôn linh ma thể. Ừm, tiếp xuống ta tiếp tục. Trần Tiêu cũng là gật đầu ứng thanh, về sau cứ dựa theo thôn linh ma thể vận chuyển năng lượng phương pháp bắt đầu tiếp tục tu luyện, rất nhanh, hắn khí tức lại lần nữa bắt đầu yếu đi nhỏ. Thời gian cứ như vậy tại Trần Tiêu tu luyện dưới không ngừng trôi qua, sau một tháng, tại tỉnh Tâm Cung bên trong tu luyện Trần Tiêu cũng là đột nhiên đứng người lên thể tới. Lúc này hắn, ánh mắt bên trong tràn ngập tinh quang, đồng thời bên ngoài thân màu xanh linh hồn quang hoa tràn đầy tới cực điểm trực tiếp tràn đầy toàn bộ tỉnh tâm cung ha 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 tốt trần tiêu ngươi quả nhiên là không có khiến ta thất vọng chỉ là một tháng thời gian cái này tại vạn pháp cảnh mới có thể chân chính nắm giữ võ học ngươi bây giờ liền đã nắm giữ tốt tốt tới cực điểm linh ma tiếng cười to lúc này từ cung nội vang lên ngươi thực lực bây giờ tại đồng bậc bên trong hãng hữu địch thủ đã trải qua gần như vô địch. Liền xem như vạn pháp cảnh nhất trọng cao thủ, người bây giờ đối mặt đều có thể cùng qua bên trên hai chiêu. Hô! Nghe được Linh Ma thanh âm, giờ phút này đứng tại tỉnh Tâm Cung trung tâm Trần Tiêu cũng là thật sâu thở ra một hơi, về sau hắn thân bên trên linh hồn quan hoa liền bắt đầu nhanh chóng co vào, trực tiếp liền tiến vào trong cơ thể hắn. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video.